Bây giờ hôm nay nếu xưa qua nhớ hồi xưa mình xích gai với ai không? Rồi không chịu thua. Không nghe. Hồi xưa xưa nhớ nhớ đi xưa xích gai với ai không? Với hòa thượng nào? Không nhớ nữa. Để xem nó vô không biết. Thôi chịu thua là già cả rồi, quên rồi. Chưa là mình sẽ xuất gia với Hòa Thượng Linh Sơn, Hòa Thượng Từ Mãn. Thấy không? Hồi xưa là xuất gia với Hòa Thượng Từ Mãn ở Linh Sơn, Đà Lạt. Nhớ chưa? Rồi sau đó mới về về thời gian về ở sư bà Hải Triều Âm, rồi mới về về chùa Bà Đầm là chùa Từ Vân. Nhớ chưa, tôi nhắc lại nhớ chưa? Nó đây năm nay chín mấy, nào nói coi. Rồi bây giờ ngày xưa tôi sống 98 tuổi hay là 108? Hả? Tôi sống 98 hay 108? Tôi tai lãng quá. Định sống 98 tuổi hay 108? Tầm lẻ tám, trời ơi, sống tầm lẻ tám, sống đủ sao chủ luôn hen, đúng vậy. Sao đủ sao chổi luôn trong lẻ tao đối với tôi rồi mà. Hồi nhớ không, hồi đó tại chùa ở bên NSK đó. Bữa đó đem đất ca, đất ca hồi lúc còn trời bão tuyết rần rần đó là mới ngồi ngồi nói đó. Rồi đó là sống tới 108, nói hồi đó ông thầy ông coi là 98 nhưng mà thôi giờ ráng sống tới 108, nay mới 93 hà, còn tới 15 năm nữa là thấy không, 15 năm nữa là 108, phải không, 15 năm nữa là 108. Cái cuốn sách hồi xưa, cuốn sách chính là vào cửa chiến ra cửa thiền, in chưa? Tôi coi coi. Xưa viết tiểu thuyết á, cuốn sách là vào cửa chiến ra cửa thiền đồ đàng hoàng đó chứ một. Rồi viết thơ Giang Nguyễn Gia Thiều rồi nữa hen, rồi viết thơ Không Thế Lữ rồi Gia Thiều rồi dữ gì đó. Rồi viết có từng hồi tới mốt rồi chứ bộ, không làm luôn. Vào cuộc chiến ra cuộc thiền. Nó cũng được, nó cũng tội nghiệp kệ đi chứ giờ, cũng là cái niềm hạnh phúc đó. Bây giờ nói sao, giờ tuổi dậy là mừng lắm rồi. Tôi biết là hồi năm 94. Đúng rồi, lúc đó là về Việt Nam đó, khoảng đó là má con về Việt Nam.
Chính nó là hồi lúc đó còn sa di xong rồi mới mới xuất gia ra, xong rồi từ ở Linh Sơn Đà Lạt mới đi ra, nhưng mà chỗ đó chưa đi, ở chỗ đó tăng rồi mới về tu ở chỗ sư bà Triệu Âm, rồi sau đó mới về Bạch Dân thì gặp sư bà Tám ở Từ Dân. Lúc đó mới thọ thức so à, rồi sau có giới đàm mới thọ Tỳ Kheo. Thọ Tỳ Kheo năm 98 hay 99 Ni sư rồi đó. Hỏi thử. Hồi đó thọ Tỳ Kheo năm 98 hay 99 nhớ không? Ni sư á. Thọ Tỳ Kheo năm nào? Thọ Tỳ Kheo năm nào? Bắt đầu quên rồi đó. Năm 98 rồi phải không? Con có giấy tờ hết á. Còn có cái thẻ có hết ở nhà á. Mà không nhớ đâu, giờ lẫn nhiều lắm rồi. Cũng tội. Rồi đó thì ở lúc đó sư bà Kim Sơn còn sống. Thành ra tối ngày đi với mấy sư bà lớn, giống như lúc đó cũng có điều kiện. Dạ. Tiền bên đây đưa về đó. Dạ. Tôi nhớ vậy. Hồi lúc đó là tôi ở lúc đó tôi ở chỗ thầy Minh Thanh ở Gò Vấp. Lúc hồi mà đi sư với đằng này biết đi sư là hồi lúc tôi ở chỗ thầy Gò Vấp. Dạ. Rồi sư bà Từ Dân tịch. Dạ. Sư bà Từ Dân tịch rồi tôi mới đi lên tôi rồi MC. Dạ. Rồi MC cho cái đám của sư bà Từ Dân. Rồi mỗi ngày thì tối thì về sau. Mà đi lên thì lên trước, đi vô chùa thì chùa trước, tại vì là MC mà mình phải có trách nhiệm đi trước. Dạ. Nên sáng nào cũng đi lại, đi ngang cái cổng chỗ cái nhạc cái thắt đó. Dạ, dạ. Mở cửa, chứ hồi đó chùa Từ Dân đâu có đi cửa trước. Dạ. Đi cái cửa chỗ cái... Dạ, cửa chỗ... Cái chiên môn rồi ra mở cửa cổng thôi. Dạ. Rồi mới gặp thầy. Mới gặp. Dạ. Gặp rồi sau đó nó mới đủ cái duyên là tôi về chùa gần Từ Dân. Dạ, con biết. Tôi ra ở thì gặp cái ông thầy già đó rồi ở mấy năm rồi, ở không á, ở mấy tháng rồi. Sư kiện là nó cười, rồi mình mới về mình ở thì không á, lúc đó tôi chưa xin về do Phật tử mấy cô đó. Dạ. Nói thôi thấy ông cụ có mình, ông kêu tôi về lâu rồi tôi không có về, cái đem cái chuông bự nè lên cúng dường, rồi nói giờ thầy ông xin, tụi con xin cho thầy ông về đây đi. Với lúc đó còn là thượng tọa, ông đó còn là thượng tọa. Ông mừng lắm, nói, được. Về đây mà ai mà tu là ở với tôi là coi như là tôi mới được. Chứ còn không tu là không được. Nghe nói vậy mình mừng nghe. Tôi thì khó tánh lắm. Tôi khó tính lắm cho nên là ở đây là phải tu. Thì mình nghe thật sự á, nói chung là tôi không nói tôi tốt, nhưng mà lúc đó mình nghĩ trời, cái các vị tu sĩ, các vị hòa thượng thượng tọa lớn mà càng khó tính thì mình càng nên người, mình đâu có cái nệ chỗ đó đâu. Mà nghe ông cụ nói vậy mừng quá đi, trời ơi, dọn về đã vậy thôi, còn lúc đó kéo thêm 3-4 thầy không có chỗ nơi đó về. Rồi cái cũng đồ bạch cho cụ thôi, giờ cụ cứ cho mấy thầy nào lợi sinh ở đi đi học á. Yeah. Thì cụ cứ cho đi con nuôi. Rồi lúc đó hăng máu lắm, nuôi 4 năm ông thầy. Nuôi là sáng một ngày 3 bữa cơm ngon lành nghe, tôi mà không nuôi chúng thôi, nói thiệt, nhưng mà mình không có cái duyên đó sao chứ nuôi ngon lành. Yeah. Tôi nói là nếu mấy thầy mà còn á, còn hết á, nhỏ mấy thầy nhỏ hơn tôi không à. Nếu mấy thầy mà sau này mà và có tình cờ nghe mà nếu tôi nói sai, nói thầy này tôi chịu, không có sai nó sai. Đó là coi như là tôi năn nỉ với thầy ráng tụng kinh đi. Khuya mà thầy nào chịu vậy cũng khuya rồi đó. Là đi học là tôi cho thầy đổ xăng hết á. Tôi mà lúc đó tôi đâu có chiếc xe, tôi đi học bằng xe đạp, mà mấy thầy nào có xe máy á. Là tôi tiền học tiền này kia là tôi, nhưng mà rồi ở thì chắc bắt buộc tôi nói với thầy mình ăn chay.
Thì cái ở thời gian cái ông cụ cũng rinh nguyên cái nồi cá biển xuống. Ông nói ở đây là theo luật quà tăng. Được, phải ăn, ăn kỳ, chứ không ăn trường. Rồi chiều hàng cuối tuần là được uống bia. Rồi thậm chí muốn có vợ cũng được, tụi tôi tá quả luôn. Mà có biết lúc đó là 4 năm tỳ kheo ở đó. Tối kinh kệ vua lắm, cửa đóng then cài có nề nếp lắm. Rồi có đem hai bà về ở, hai bà mà hai bà lớn tuổi. Một bà là tôi nhớ là tên cô Diệu Hồng. Một cô là tên cô Bảy Khiết, cấp danh gì đây là đệ tử của thầy Toàn Châu. Là cô Bảy Khiết là quê Bảy Vàng, Trà Vinh. Là người Trà Vinh tôi đem lên. Cổ lớn tuổi rồi, giờ chắc năm nay cổ cũng lớn hơn cô nhiều. Lúc đó là lớn rồi, bây giờ cổ gần 80 rồi. Lớn cô nhiều. Đó là bà già kia thì lúc đó bảy mấy rồi, là bây giờ nếu còn sống cả trăm rồi mà chắc chết lâu rồi, Bà không có chồng con. Thì bà về đó thợ tới ngày cơm vui lắm. Mình ba bốn thầy ngồi, hai ba Phật tử lớn tuổi. Tối tôi ngủ Phật tử lớn tuổi tội nghiệp lắm, mà làm giống như nhà quê, nó có cái giống như cắt cái phía ra chùa nó có cái cây dừa. Nó cắt cái hiên ra, tối Phật tử cái dân nó ngủ thôi. Tôi thì nằm ở trong, nó thanh tịnh ghê lắm. Ở tưởng đâu là cơm lành canh ngọt. Thì qua bà nữ sư này nói: trời ơi, cái ông đó không có dừa đâu, không có ai ở đó được đâu, cho nên ông liệu hồn ông. Thì lúc đầu mình cũng tưởng đâu đi sư nó nồ thôi. Thì bà này sáng nào đi thể dục cũng đi ngang kêu cửa. Kêu cửa nhiều khi là kêu mua xôi hay cho tôi, hay là kêu tôi bữa nay có đi học có thì kêu có thiếu đồ ăn không. Nó ngay cũng vậy, thì thiếu thì lâu lâu biểu vợ chồng thằng gì hồi đó ở quá đó. Cháu nó kêu bằng cô đó cả. Đó đúng rồi. Đó là hai đứa nó đi làm ở phường đó. Nó mua đồ ăn rồi nó thải đó. Cái làm bữa đó làm lễ đúc hồng chung, làm ngon lành, làm lễ rước rồi. Lúc đó làm lớn lắm nha. Rước Út Bạch Lan, rước các nghệ sĩ đồ ca hát đồ, rước mấy nghệ sĩ nổi danh không. Làm cái lễ chưa từng có lớn lao lắm. Thì trong đó có bà con dòng họ ngồi Phan Thiết vô. Vô thì thấy sao mà toàn là mình đứng ra lo, mà ông này thì trên lầu không. Cái độ ganh tị đâu biết là ông nội này lôi thôi không ai tới chùa. Chùa không ai tới đó á, tôi về nhà ở xa. Nhà ở xa chứ, nhưng mà tôi về thì đi sớm đó tới. Tôi thì có cái mạng đó đó. Tôi đang ở đâu cái sớm nó thương tôi hà. Sớm nó tới với sẵn có ca hát rồi với tôi, thật sự cô không biết là tôi hay nấu. Cho nên có cái gì tôi cũng đem tôi cho hàng xóm mình đây. Thành ra họ tới, thành ra tôi cần gì là họ vô họ dọn dẹp và đỡ đần hết nè. Xong cái lễ rồi cái em kiếm chuyện xem chưa đủ đâu. Thì có cái con mèo. Tôi nói có con mèo, mà hồi đó cái la phong á, thì không phải đóng cái bằng vách, mà la phong đóng cái bằng tre, mà tre trẻ ra rồi bà nó tre một tre bự á, rồi mới làm cái miếng bằng gọi là bà đan lại nhau như cái sàn cái rổ vậy đó. Rồi mới la phong nửa trưa sao tôi dòm tôi thấy nước nó chảy rõn. Tôi nói trời, nhìn ra thì nó sáng tươi như trời quang khoai tạnh, làm gì có mưa vậy đâu, trời có nước trời chắc nước cam lồ gì đây. Tôi đặt cái hồi xưa tôi kỹ lắm, hồi xưa tôi cái ly kỹ lắm, cái ly kỹ lắm, cái ly riêng ly của tôi trong phòng á. Lật đặt mở cái nắp ra nước cam lồ, ai ngờ đâu nước đáy mèo. Trời ơi, ông nuôi con mèo mà nó đáy ông nội ơi, tôi hửi là một cái nó khai chịu không nổi, nó đáy mèo. Cái tức quá tôi mới nói thằng lính tôi hồi đó cũng có cho hai đứa sinh viên ở đi học, bốn ông thầy, hai đứa sinh viên, hai Phật tử già. Cho nên trưa nào ăn ngồi là coi như là chín người, tôi đi chín người, ông cụ đó 10 người. Phải không? Đúng là 10 người. Mà tôi to không hà, chứ ông cụ chỉ giống như cho mình mượn chùa vậy thôi. Vậy mà ông kiếm chuyện mình sẽ đành được, trịnh đành đạn á. Cái tôi mới nói sinh viên, mà sinh viên đó là nó con của Phật tử tôi tre á. Nó còn nhỏ, nó ở đi học, đại học. Tôi mới nói mày lén bắt con mèo bỏ ra ngoài đường đi, bỏ ra ngoài đường để cho con mèo đó nó được ta, nó đi đâu cũng đi.
thì cái nó lén nó bắt mèo bỏ đường nó xong cụ cũng ăn thịt ông ăn gà đó ông để mấy xương gà lâu ngày nó ăn nó hư ông mới nói ông mới sáng tôi đi học ở nhà ông điều tra nhỏ thằng là nó thiệt nó chịu thiệt ông nói chơi mà nó tưởng là ông biết ông nói không mày có biết con mèo tao mày bắt mà bỏ đâu mày cho tao biết coi ổng nói chơi mà giống như thằng mày nó tính tính cha rồi sao xưa ông biết hết ra vậy rồi ông sao xưa ông biết hết trơn vậy cái ông nói tao mày không có mày là ai mà ai xuống mày mày nói tao nghe đi mày bán cho ai cái đó giờ tôi thưa ông tại vì con mèo nó đái dơ quá thầy con biểu con bắt bỏ ngoài đường chứ con đâu có bán cho ai đâu vậy đó mà ông đem ông thưa kiện tôi ra tới về phường nó tới về phường thì cái tôi mới nói bà cố này sư này bà ra bà trình bày trước nó ai cũng tội bà ra trình bày trước chứ bây giờ tôi thân coi thế coi mà chùa của ông cụ ông hòa thượng á tôi ở nhà ở đậu mà hết tiệc mèo của ta đi bắt thả thì lỗi là lỗi tại tôi rồi mà bây giờ nó lỡ rồi sao giờ tội nghiệp bà đó lật đặt kêu vợ chồng đó lật đặt giữa trưa là xách cái nón lá chạy ra phường báo nơi vậy đó rồi cái tới trường sử nhớ vụ con mèo không tôi đang kể vụ con mèo á vụ chùa ở chùa Long Phước á cái bắt đầu cái đi ra xử thì cãi ông lợi tôi họ cho tôi số tôi là ra tới tòa là cỡ hồi đó giờ bao nhiêu trận là tôi cãi thắng hết đó nghe nó ra nó cãi ông lại cái rốt cuộc thì ở phường nó mới xử là ông phải đền cho tôi nhiêu đó không biết thời đó 170 ha là nó tương đương là tôi sống đủ 3 tháng á là tại vì tôi về đó là tôi lo cái gì trong vòng mấy tháng đó là tôi kê khai mỗi ngày tôi nói mỗi ngày tôi nuôi chúng là bao nhiêu tiền ví dụ ngày tôi ăn cho 10 đô tôi thí dụ đi thì ông cụ đó ông hết 3 đô rồi tại vì ở trong khi 10 người 9 người mà ăn 2/3 của ông cụ đó 3 đô là 2/3 rồi tại vì ông không ăn chay được cho nên tôi đâu có biết tôi thấy tôi không biết gì hết á tôi nói cá thì tanh quá cá biển nó tanh tôi mới kêu cái cô phật tử đó sáng nào cô cũng nói giờ chỉ có thịt gà là rẻ thôi ngày thì mua cánh gà nướng ngày thì mua gà về chặt cột kho cho ông mà gà nó làm sẵn ông ăn riết cái nó nổi sải nó gợt nó lỡ lét rồi nè ông đem thương ông chửi tôi quá hết rồi ông trưởng nó ác nhân thất đức muốn giết ông cho ông ăn thịt gà cho nó phong nó lỡ lét mà tôi đâu biết thịt gà phong đâu trời phật ơi ông thưa mà ông đâu thưa vụ đó ra phường tôi cua sạch bét luôn á rồi còn cá trước hồi Quan Âm á cá ông kêu phóng sanh ông kêu người ta phóng sanh nhưng mà rồi hả không có tụi tôi ở nhà là ông bắt lên ông chiên xù về thì cũng do lính tôi nó kể là nó thầy sư ông bắt con cá chiên xù thầy về chứ ông còn nhớ một con kìa tôi biểu đó mình đem mình thả mau mình lén mình đem mình thả mau tới thì thả ông chửi quá rồi chửi luôn tôi nói trời người ta đem đi phóng sanh mà bắt chiên xù sao tàn nhẫn lắm bởi vì tôi nói thiệt á tôi mà nếu tôi chịu viết á tôi chịu viết nó còn gấp bao nhiêu lần gọi là vào cửa tiếng ra cửa thiền nữa mà nó đau lớn rồi nói ra không biết nói làm sao để tôi kể đó rồi tôi kể từ hồi thời tôi gặp đi sư đây đó rồi sau này thì qua cái vụ đó xong mới rồi mua cái nhà trên Thủ Đức chị nó còn không biết à đó thì đi sư mua không phải xuống tôi mua số tôi mua cái nhà đó là lúc đó mua là 70 triệu. Bởi đời những cái đó, tôi kể đây là kể sự thật, hồi tiếc là như xưa giờ quên nhớ. Thì lúc đó cứ chạy lên coi cái nhà, tôi cứ tội nghiệp, lúc đó còn khỏe băng mà. Cứ trưa chạy lên coi để sửa cái nhà. Thời đó là ông Đạt Niệm, Hòa Thượng Đạt Niệm làm chánh đại diện. Hồi lúc đó là chánh đại diện chứ chưa trưởng ban trị sự. Trời nó thất nhân mấy cái thằng mà nó
thì tôi nói ra nó đụng chạm tôi thì không đụng chạm tới nhà cầm quyền, mà mấy cái thằng mà công an đó, nó ác nhân thách đức lắm. Nó không biết là dòng họ nó ba đời nó có đầu thai nổi không, tôi không biết. Hồi lúc đó mình lỡ mình tu thôi, mà hãy cho thằng này ăn thì thằng kia nó quậy. Hãy cho thằng phường ăn thì thằng quận nó kiếm chuyện, mà cho quận ăn thì phường kiếm chuyện, mà mình biết đâu mình đi. Mình lên mua cái nhà nó cứ nó kiếm chuyện, nó bắt là phải có cháu giáo hội ký. Mà giáo hội ký cũng ký, ký thì nó bắt phải phải xin làm chùa. Mà tôi mua cái nhà có chút làm chùa gì, 70 triệu mà dưới cái lằn điện cao thế nữa. Nhưng mà nếu giờ nếu có cơ hội mà tôi gặp lại thằng công an đó, tôi cũng cho nó tiền. Chắc bây giờ nó cũng ăn quá tánh quá à. Nó ăn của dân quá, tôi nghĩ giờ chắc nó cũng bò cũng lớp, chứ nó cũng đầu thai nổi đó, nó cũng thứ này con cái nó cũng ngóc đầu lên đâu. Nó ăn mà nó nói mất dạy lắm, cô biết không? Mình nói thằng có những thằng công an mà nó ăn mà nó nói mất dạy lắm, chứ không phải nó ăn mà nó nói mà mình nghe cho lọt lỗ tai đâu. Rồi hồi đó nó theo cái sư bà. Mấy sư nó theo sư bà U Đàm không? Sư bà U Đàm, sư bà Vô U, mấy sư bà đó hồi đó đó làm thuộc hình như là mẹ của gì của mấy quỷ đó, mẹ nuôi mẹ gì của thằng mấy quỷ này. Bà ngồi nha, bà ngồi bà xào bài rột, thì bà coi bố cho người ta đó, mà nó không hề đụng tới bà. Còn mình nó kiếm chuyện trời lắm, mà lúc đó mình đâu có biết đâu xuống nhờ bà. Bởi tôi nói nhiều cái ác nhân thất đức lắm, cô đời tôi chứng kiến biết bao nhiêu. Rồi xong cái nó kiếm chuyện quá thôi mới bán cái nhà đó mới dọn về chùa Quy Nghiêm. Thì bán cái nhà đó đó thì về Quy Nghiêm mới than với Phật tử ở nhà bếp. Thì cái bà Phật tử đó bà nghe nhà có 70 triệu mà bán không có lời đồng nào, còn tiền sữa là bỏ luôn, bán độ bán tháo mà. Miễn yêu cầu có lợi cái vốn trả cho ta đó cũng mượn, chứ đâu phải mà của mình có đâu. Đó. Cái tới tiền bà mua rồi cái lúc đó giống như chưa biết ớt giáp gì trên á, một hai đi ra mét với ông cụ trí quảng á, mét với Phật tử nói tôi gạt, tôi bán cái nhà đổ tháo vậy, sau này bán được 130 triệu chẳng nói tiếng nào. Còn lúc mà họ chưa bán được cái trời, tôi nói đời nó thất nhân ác đức lắm. Hình như bà đó giờ nó cũng chết, gần chết nhưng nó cũng nằm thất thơ bất phẩm. Rồi tôi nói họ đè đầu mình nhiều cái chuyện, tôi nói thiệt cô á, cho nên dường như cái gì tôi cũng trải qua hết trơn á. Đó, họ khi họ mua mà thời mua thời đó mua làm giấy tay chứ làm gì mà có sổ hồng bằng khoáng. Tôi đâu có hộ khẩu ở Sài Gòn đâu, có hồng bằng khoáng. Thì người kia làm giấy tay cho mình thì giờ mình làm giấy tay lại. Thì cái ông chủ đất ông còn đó, thì sau đó tôi mời ông cái chủ bán cái nhà đó, tôi cũng từng bài là bây giờ nhà nước công an huyện Thủ Đức nó không cho tôi ở cái am này, đó là tôi giờ tu là phải về chùa, cho nên giờ chú thông cảm là tôi sang cho người này. Nhưng bây giờ á, thay vì giờ chú sang cho tôi rồi tôi phải ra phường, rồi ra phường tôi sang được người này, thì bây giờ thay vì chú vừa sang cho tôi thì bây giờ thôi tôi xé giấy này, chú giúp dùng thì thôi, thì vậy thôi, thì giữa hai người thương lượng rõ ràng vậy thôi. Vậy đó mà họ nói tôi trợ, họ nói tôi gạt, họ đủ thứ. Tới họ bán được 130 triệu, họ tịch ngồi im lặng, im cái mũ luôn, u cái miệng luôn, không còn nói gì tới. Mà lúc đó chưa bán được nghe, tưởng đâu tôi gạt, rồi nói đi ra mét tới Hòa Thượng. Hòa Thượng mới kêu tôi đầy, tôi nói tại sao ông tu không đi gạt ta trời, tôi gạt nổi tôi trời. Rồi nhiều cái nó quan ức, mà nhiều cái giờ kể lại cái quá khứ. Quá khứ đây còn lại mấy mươi năm tôi kể. Cái tới chừng á, tôi lên quận 12, lên chỗ sư cô Lệ Xuân mà thầy biết luôn nè, là bà đó là nuôi nếp dưới bán nhang ở chùa Vĩnh Nghiêm á. Tôi mới học ở Vĩnh Nghiêm, tôi mới gặp cổ mới rủ tôi lên dự cái lễ thì thay vì Tết cô làm lễ, nhưng mà Tết cô đâu có bán nhang, cô làm lễ trễ, mới rủ lên đóng lại cầu an vậy đó. Sát bên nó bán miếng đất cũng 70 triệu à. Cô nói thầy con nói thiệt, thầy mua miếng đất này đi, con bảo đảm không có lỗ, mà không có ai cái tranh chấp gì trên sát bên chùa con, sát bên chùa con luôn. Hồi đó cổ là cái thượng thác thôi, chứ giờ chắc là chùa rồi. Cô này cũng miệng bằng miệng, tay bằng tay. Tôi nói thôi, một lần trong đời là tôi thử tới già rồi, cũng 70 triệu nữa. Trời ơi, chưa đầy năm cô, người ta mua, ta bán là 210 triệu. Có thể đâu, cái số tôi không có.
Rồi hồi mà cái những cái năm mà cát lái nó còn đồng không mong quạnh á, đi qua bên đó làm ruộng lúc một cái chùa còn cái ruộng á, hồi lúc đó đâu có chưa về đó ở, rồi cứ làm ruộng mà cứ 2 giờ chiều là phải lo chạy về bên 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 Sài Gòn, cái đâu có dám ở bên đó mà tới quá 4 giờ đâu, vì nó vắng te à, hồi năm 92 93 mà đó qua làm ruộng làm trồng rau muống đồ, cái cuối cùng cái tội nghiệp có cô Phật tử nói tha chú Tài, lúc đó tu Sa Di, chú Tài chú ở Sài Gòn, chú ở thành phố, vì mình ở bên kia ta gọi là thành phố, bên đây gọi là quê đúng không, các lái gọi là quê, chú tôi nghèo quá, tôi giờ đất tôi toàn đất ruộng không à, tôi có miếng đất vườn tôi ở còn đất ruộng không, nó tôi không có tiền để tôi lên 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 cái bằng lên đi nó thổ cư á. lên thổ cư tôi nuôi vịt, mà giờ tương lai tôi biết ở đây nó ngon lắm chú, mà tôi nghèo quá, chú giờ chú nói Phật tử cho chú 7 8 chỉ cây gì đi, rồi chú gom gom 7 8 chỉ nếu có cho 7 8 chỉ, rồi nếu có cho tôi cây, còn có 7 8 chỉ cũng được, rồi chú muốn cắm ranh nó bề ngang 10 thước bề dài mấy chục thước 20 hay 30 gì chú cắm, mà cô coi đó trời ơi hỏi bà làm mà lúc đó có vàng nó bay không có đâu, mà thầy không dám làm. không dám làm vì nó đồng không mong quạnh, ông nội nếu hồi đó mà cấm mà bề ngang 10 thước bề dài 20 thước thôi, cô biết giờ nhiêu tiền không, tất đất tất vàng, rồi cuối cùng ta kiểu như ta nhà quê ta nghèo quá giống như ta con đông á, rồi bà cho rồi bán hết trơn, trọn tới chừng nó lên hoạch không còn gì hết, mà hỏi có phải hồi đó tôi cấm không cần 10 20 bốn 10 thôi hay là 4 6 thôi, một cái nền nhà thôi là cũng thấy cũng cũng ngon lành, trời đó sao là một tất đất tất vàng. Thành ra tôi nói thôi cái số tôi nó không có điền thổ, nó không có cái mạng điền thổ thì thôi. Đó, thì cái cuối cùng thì tôi ở đó 4 năm xong rồi sau đó tôi về lại quê mới về Linh Sơn đó. Đó, thì về Linh Sơn thì đúng ra thì hồi đó cắt Linh Sơn, tôi lúc đó mới có làm 7 năm chứ gì. Tại vì tôi nhận 2004. Đó, 7 năm thì lúc đó thì cô đi sư về đó rồi rồi cô sư về đó, rồi bữa tôi đi là cô ở bển mà đó, cô xếp đồ cho tôi đi mà đó, thì nhớ vậy thì đi qua bên đây á, bởi tôi nên nó có những cái chuyện mà mình nó không có ngờ, cái duyên đó nó gọi là thiệt, công nhận là tôi nói con Phật là Phật lo nha. Thì khi cô nhớ hồi đó cô đâu có chịu coi cái hộ chiếu tôi, cô đâu có để ý đâu, đó, cũng tính đi 2 tháng rồi về, mà chính cô chính cụ này thì đốc ở luôn, vì chính ni sư nói rằng á khả năng của tôi là vùng quê này nó cũng nhiêu đó à, chứ còn có phát triển hơn được, nếu mà thầy đi qua bỏ được thầy cứ qua đi, rồi con về con lo nhà con lo chùa cho thầy chứ không, mà nó hăng lắm, việc tháng con ngàn mấy lương mà con về con lấy cái khe địch con đứng ra mua chùa mua nhà cho thầy, thầy muốn chùa lớn thì con lo chùa lớn, muốn nhà con lo nhà, đã nhắc tôi vậy. Rồi cô thì cũng nói phải suy nghĩ cho kỹ, thì khi đi thì tôi nghĩ là đi 2 tháng về tính dự trù chứ đâu có nghĩ là đi luôn, về đi qua rồi về qua coi tình hình như thế nào, thì tính về một lần nữa thì 3 4 thầy trò mình trở qua đó, thì tính vậy ai ngờ qua thì đến phi trường lót, nãy cô nhớ tôi qua tới phi trường lót nhà Bạch Rước, thì khiến á là khi tôi đi á qua tới phi trường lót thì lại lại đóng cái con dấu mà cho tôi nhập cảnh á, lại là người Việt Nam, thì tôi thấy cái ông đó sao nước da ngăm ngăm giống mình, tôi thiệt lúc đó là tôi cũng là tới giờ này tôi cũng thiệt chứ không phải là tôi giả, là lúc đó tôi cũng thiệt tình tôi hỏi đại hà, tôi nói xin lỗi chú có phải là người Việt Nam không, rồi cái ông nghe vậy cái ông đúng rồi, ông nói nhỏ vậy cái nói dạ thưa chú tôi mới qua Mỹ lần đầu, tôi chân ướt chân ráo tôi không có thân nhân bà con gì, chú có thể giúp giùm tôi tiếng nói, thì cái ông coi cái ông kéo tôi lại cái một góc cái là vào lậu là bộ lậu là bấm 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 mãi, cái ông quẹt vô cái hộ chiếu cái nói nè cái hộ chiếu này là thầy được ra vô Mỹ có một lần thôi nghe, cho nên thầy muốn gì thầy phải tính, ông nói câu đó là tôi gặp cái đầu tôi cũng nhạy 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 bén, là tôi biết rồi tôi chết cha rồi ra vô Mỹ một lần, mà bây giờ nó hết cái phải chi mà nó hết visa mình gia hạn mà nó cho mình ra vô Mỹ có một lần mà tính cái gì, trời ơi tôi thành ra tôi hỏi thôi
Thì khi ông Bạch ông rước tôi về thì rước về cái chỗ bà tôi không có tên thôi, nói là hồi giờ mình có cũng tế nhiện chút. Thì cô nhớ là theo lẽ đó là chùa Hoằng Pháp rước thỉnh tôi giảng ngày 11. Dạ. Bao nhiêu năm chứ chờ đội Hoằng Pháp giảng, mà nó ai đó lại giảng được Hoằng Pháp là nó lên như hương. Dạ. Mà chờ bao nhiêu năm mà tới chừng cái lần cuối cùng mình sắp đi thì chùa Hoằng Pháp mời. Dạ. Thượng tọa chân tính cho người mời. Dạ. Mà bây giờ kẹt á là bà sư cô bên đây là bà cứ hối. Bà nói thầy cứ thầy bỏ đi, thầy đã thầy quyết định qua Mỹ thì đừng có lo gì, thầy về thầy giảng sao. Qua bà biểu mình phải bóc vé qua ngày mùng 1, một tay. Còn chùa Hoằng Pháp mời tôi giảng là 11. Đó. Thành ra nó qua. Thì qua thì cô thấy rõ ràng là tôi đi tôi có 75 đô chứ tôi, qua đây tôi đâu nghĩ rằng qua đây làm cái tiền theo chi. Dạ. Đó, thì qua đây thôi có tiền mà thiệt đúng rồi, qua mà cũng có. Mới đầu qua nhưng mà có 75 đô thì nửa đêm mà ghé mua cái điện thoại là hết 3, hết 10 đô, dạ, 9 đô, 9 đô, 99. Dạ. Phải bỏ cái sim vô là 30 đồng một tháng. Cái sim mà nó không ăn tiền, nó không cho, nó thành ra hết là 40 đô rồi. 40 đô, có 35 đô chứ gì. Đó, rồi bắt đầu nó kể vòng vòng vòng. Rồi bắt đầu sáng sớm lại đó. Thì ông bà đâu đâu có dậy nổi, mà tôi thì tôi qua lạ giờ sao tôi ngủ. Cứ nằm đó mà nghe bà qua Mỹ rồi đó, nó cảm giác nó lân lân mà gặp qua phi trường Lost nữa mà. Qua phi trường Lót thì lại đèn rực rỡ nữa, thì ở tôi cái cảm giác lăn lăn ngủ đâu có được. Yeah. Sáng dậy sớm thì nhớ hồi đó con nhớ ông nói là hồi lúc đó mình chỉ biết bên đây có ông Hòa Thượng Đạo Quang với Hòa Thượng Nguyên Trí. Yeah, Nguyên Trí. Yeah. Thì đúng là giữa tôi với thầy Nguyên Trí không theo lẽ không có mít lòng. Cái ơn nghĩa nó quý lắm, là tại vì khi tới thầy Nguyên Trí thì thầy Nguyên Trí có hỏi, Hòa Thượng Nguyên Trí có hỏi mọi việc. Thì tôi cũng kể mọi việc là tôi đi là du lịch. Ừ. Thì lúc đó có mấy ông Phật tử lớn tuổi dẫn dân những trí thức sao đó thôi. Hòa Thượng coi được thì bảo lãnh cho ông này ở lại. Thì Hòa Thượng nói vậy được. Nhưng mà bây giờ thầy cũng nói thiệt cho ông biết, cho tiện tài biết là bây giờ thầy còn 500 bộ hồ sơ. Ừ. Thầy mà chờ hết 500 bộ hồ sơ để giải quyết cho nó lia 500 hồ sơ đó mới tới mình thì biết chừng nào. Ừ. Trời, lúc đó năm, bởi vì lúc đó nó mới lộn tùm phèo là nó là giáo hội thống nhất Hoa Kỳ là kết hợp với cộng sản với quốc danh để mà rước với thầy qua này. Từ từ là tôi đề ba rồi tôi mới kể vụ đó nghe. Bây giờ tới vụ 500 hồ sơ này đó, bây giờ nói thiệt chứ không có tôi có chính trị mà quốc danh cộng sản hết á, nhưng bắt đầu nó có vấn đề này. Thì sáng lại thì tôi kêu Phật tử nó chứ không phải chú Bạch nữa, là ông Bạch ngủ đâu có sớm dậy sớm nọ, mới 8 giờ chở đi thăm thì đi tới thăm ông Đạo Quang. Ông Đạo Quang trước, bởi vì tại sao giữa tôi với ông Đạo Quang mà cái thù tiền kiếp chứ không phải thù một kiếp nghe. Thật sự tôi có biết ác giáo mẹ gì đâu. Mới vừa tới thì thấy ông cụ sáng ông ngồi ông niệm chuỗi ông tụng kinh tính điện, mình mừng lắm, cũng ngồi ghế đang ngồi dây bằng Phật. Nói cha bên Mỹ giờ tu quá rồi tu ha, ông Hòa Thượng già mà còn bắt ghế ngồi tụng kinh rồi, trời ơi, thấy được tinh tấn mình, trời ơi, Việt Nam mình coi chừng không bằng mình kia nọ nha. Mình mừng dễ sợ mừng rồi ông rồi giờ lỡ vô tới đó rồi sao lùi ra được, mà bây giờ đâu phải Mỹ đâu, phải đi Việt Nam kêu xe ôm đi. Ta chở cho mình đi rồi mình thấy bà nội rồi nó chờ cho ông cụ niệm kinh xong xuống, cái ông còn kêu đi kêu lính ông đặt order. Giờ tôi biết viết order là gì chứ đó, tôi biết order là gì. Viết order visa muốn đãi cho tôi, Việt Nam mới qua chắc chưa biết ăn visa, mà thiệt lúc đó đâu biết ăn visa là gì. Cho nên tại sao tới giờ này mà nhắc tới visa là tôi ghét là vậy đó. Tại tôi bởi vì đó cái chứ không phải mắc chứng gì mà tôi biết ăn. Nhưng mà tôi thấy cái đó là tôi ám ảnh nè. Ăn nguyên xà mà ông bắt mình ráng nuốt, mà tôi không biết ăn bơ chi mà cứ nó ngon không ngon không dạ cứ ngon. Cái vị thật sự lần đầu tiên ăn nguyên xà ngon lắm này kia. Ông nói thôi giờ cậu coi như ông nói như hay lắm. Mới vừa thằng Hiếu nó mới vừa chở đi về, đi qua thầy Nguyên Trí. Thì qua thầy Nguyên Trí thì thầy không có nhà, buổi sáng ông đi coi ông đi đáo. Thành ra mới qua
chưa tới thì Nguyên Trí là có cô Phật tử là cái cô Tịnh Hồng đó, là cô mà nhờ thầy Tông Chỉnh làm cái thư mời tôi đó. Hỏi thầy đang ở đâu? Mà lúc đó bị gì vừa vừa gắn phone là cho cô biết hai liền rồi, cho nên cô biết số điện thoại. Nó dạ tôi mới ở chùa Hòa Thượng Đạo Quang ra nè cô. À, con nói thầy nghe thôi, bố thầy đừng tới đó nữa thầy. Ông mới điện cho con nè. Ông nói thấy thầy tới ông sợ quá, thấy mấy ông cộng sản tới ông sợ. Trời mẹ ơi tôi tá quả mà hỏi cô. Lúc đó nó lại là chuẩn bị tới 30 tháng 4 nữa. Mà cái lúc đó nó còn gọi là nó dữ dằn ở Phước Lộc Thọ chứ đâu phải như bây giờ nó quýnh lum tung beng rồi. Rồi mình với mình bôi mặt đá nhau nó mới hết chứ cô nhớ là bắt đầu là tháng 2 là vừa qua Tết xong là bắt đầu nó chuẩn bị tháng 4 rồi. Cô nhớ là thời đó không? Khi mà ngay ở phố Vô Sa là ngày nào cũng đứng la, nó mới vừa xảy ra cái chuyện Trần Trường gì đó. Rồi chuyện này chuyện kia mà lúc đó gặp mẹ Đàm Bảo Kiếm, bà còn khỏe nữa, bà bắt đó. Bà cứ bà đồ nón lá, chứ mặc cái lá, áo dài mà bà cầm lo bà la cứ tiếng hồ 35 đồng đó, tôi nhớ rõ ràng mà. Trời đất ơi, tôi kể tôi mà kể là chính xác, cái tôi mới kể mà. Đó, mà lúc đó nó thiệt cô, mình mới qua mình thấy mình sợ thấy mồ nội. Bây giờ ở Việt Nam mình đâu có thấy bà dự bà đứng bà cầm la gì đâu. Mà đã vậy mà có súng bên đây có súng nữa. Mà mình cứ nghĩ là tôi không biết, tôi cứ sợ nó rõ súng ở đâu rồi nó thấy mình rồi mình cứ gáo gáo mà nó bắn mình. Chứ đâu có biết là bên cái lực Mỹ nó đi vô tình đâu được cầm súng lúc đó đâu có biết đâu. Trời nó đứng nó la mà yêu cầu nó thấy người nào mà ngơ ngơ gáo gáo là đá đảo cộng sản, đá đảo cộng sản ở Lào. Trời đất ơi thôi à, tôi nói quá trời quá đất. Bây giờ tôi chứng kiến bao nhiêu cái chuyện đó rồi đó hình như giờ rồi mấy người đó giờ thì như cũng đi vào dĩ giảng hết rồi ha, 10 năm đi vào dĩ giảng hết trơn à. Đó rồi bắt đầu đó rồi xong mới tới buổi tôi nói trời ơi cái ông này ông hòa thượng mà sao mình tới mà tôi tới tôi lịch sự có biết theo cái lễ nghi mà đắp y áo lại ông không cho nhưng mà tôi sụp xuống lại rồi là thôi ông nói vậy thôi tôi đứng lên ông cụ không cho. Ông nói tiếp mình niềm nở lắm mà mình vừa dây lưng đi ông nói vậy cô chịu đời thấu không? Yeah. Mà cái lúc đó ông nói vậy cô nghĩ coi dám ai dám tiếp tôi không? Yeah. Tại sao tôi hận ông Đạo Quang mà tôi hận thấu trời mây? Mà 8 năm sau ông tái diễn lại cái chùa gần đây. Yeah. Tôi qua tới đây mà ông còn đi ông quậy á cô coi đó cha già bắt dịch không? Yeah. Rồi tôi nói cha già này chắc là cái thù này trả kiếp sau chả phải làm con tôi làm đệ tử tôi cái hầu hạ tôi đã trả. Chứ cha này không bao giờ mà chết mà không gặp tôi nữa. Mà tôi không cầu nguyện đừng có gặp nhưng mà tại vì trả tạo nghiệp với mình. Thằng trẻ nó mới nói vậy á, trẻ nói tại sao á con gái đệ tử của thầy nó dám lấy con trai của tôi. Tôi nói ủa thưa hòa thượng, xưa nay tôi nói cột tìm trâu chứ trâu nào tìm cột. Tự nhiên là không có ông đệ tử nó tu ra đời mà nó lấy cái con của cô Nguyên Lộc đó. Cô nhớ cô Nguyên Lộc không? Cô cắm hoa không? Cô nhớ không? Nhớ. Đó, đó có đầu có đuôi để đó cái cô mà cắm hoa đó, hai cô xuống cắm hoa lễ gì cũng cắm hoa mà cô đẹp đẹp đó. Cắm hoa chứ cô làm cái đèn dược sư á. Đó. Đó thành ra tôi hỏi cô tôi đâu có biết ác giáp gì đâu. Trời ơi tự nhiên mới đúc đầu vô nói tại sao con gái để tự thầy dám lấy con trai của tôi, dụ dỗ con trai tôi. Tôi mới nói trời ơi xưa nay trâu tìm cọp chứ cọp đâu tìm trâu. Mà tôi có biết gì đâu, còn nếu con của con là con gái mà hòa thượng là con trai thì hòa thượng với con làm xui hả? Tôi ghẹo vậy nữa mà tôi mệt hết sức mệt. Cái đó, ông kiếm chuyện tôi là từ chuyện đó thôi, tại ông giấu, ông không có ra cho biết cái lai thế ông này ra đời. Mà có gì đâu mà sợ đó, tôi không được nó ra đời thôi, tôi thấy mà đi giấu là tình cờ đó. Tình cờ cái Phật tử mà đi với tôi, họ tình cờ bữa đó là ghé lấy bông cúng dường cho đại giới đàn, rước cổ xuống cắm hoa cho đại giới đàn, thì cổ mới gặp cô. Thì gặp cô hỏi cô có ở gần chùa Quan Âm của Hòa Thượng Đạo Quang không? Thì cô nói dạ có, cô ở Phước Lộc Thọ đi chùa đó đó. Cô có biết cái ông thầy đó không? Giờ ông ra đời, ông là rể của tôi ra đời đó cơ, tự đạo hỏi ra chứ tôi có biết khỉ khô gì đâu. Họ mới đem về họ nói hòa thượng, tại sao mà hòa thượng cứ giấu cái ông thầy đó, ông ra đời mà hòa thượng cứ nói với con là ông đi học bên Nhật. Ta hỏi thẳng thì ông thù tôi à.
Cái này là ông thù tôi chứ tôi không biết gì. Ông nói là tôi gài cho họ tới để nó biêu xấu ông, mà tôi có biết ếch giáp gì đâu. Tôi thấy nó quan ếch cho tôi không, cái này là quan thấu chứng từng trời luôn á. Chứ phải mà, tôi biết trước á, tôi đâu có vậy. Hoàn toàn tôi không biết gì tới đây là nó tình, gọi là cái chuyện gọi là tình cờ. Giống như giống như bà Nguyễn Phương Hằng mà nói dĩ dãn dơ giá dễ gì dấu diếu. Xong một chuyện phải kể cho bữa nay đủ nhân chứng vật chứng này, tôi kể một lần này nữa thôi, tôi không kể bữa nay chú Nguyên Quang chú muốn biết thì tôi kể từ chuyện này tôi mới kể cho qua tới chuyện giáo hội. Thế thì bắt đầu á về chỗ ông Tâm Chỉnh nhớ không? Dạ. À bây giờ chưa trở lại cái bà và cái chùa nhỏ bà làm gì đó không chưa lúc đó chưa còn lúc này chưa về lên xuất sắc bên đâu, lúc này mới qua mấy ngày đầu tôi đang kể mấy ngày đầu trở lại cái chùa mà hai mẹ con. Thì cái bà này ngày xưa đó là bà là Phật tử thì bà giỏi về cái nghề bán bánh cuốn tại Giang Quảng mà. Sao bà đi tu năm 99 2001 bỏ thọ thì kheo, thì trong khi tôi thọ ra 95 thì đúng luật ra thì bà mới kêu tôi bằng thầy xưng con. Vừa là ni thì phải thầy xưng con rồi mà vừa là tu xa bao nhiêu nhưng mà tại vì tôi kêu bằng tỷ tỷ chị là tại vì tuổi đời cổ mà đáng tuổi mẹ tôi là một, thứ hai nữa là hồi Phật tử á thì cổ là người mà chuyên làm bánh cuốn này kia cúng dường cái đạo tràng, thì lúc đó mình cũng có Phật tử sao mà mới qua bên này. Thì cái duyên nó vậy cho nên khi tôi qua là bà điện cho tôi là thầy mới ghét chùa con, thì coi chùa giùm con là con đi về Việt Nam đó rồi thẻ lên sách lên thờ đó. Thì mình ghé đó thì bữa đó cái bữa chủ nhật cái mời tôi giảng cái gì đổ gì đó mời tôi giảng thì cô nghĩ mình đó thì người thiệt lòng nhà quê mình có biết chị đâu, thí dụ giờ tôi gặp cô cũng là người Việt Nam thì cô gặp tôi cô tay bắt mặt mừng cô đâu gì nó muốn cái gì nước nó muốn cái gì tôi muốn nằm nằm mày nghe nằm nó muốn nằm mà đi nằm cái gì là phật bảo mở hết rồi đó. À, thôi cho vô nhà cho vô đi cho vô đi dịnh vô cái không có gì đó vô nằm đi bởi vì già thật khổ ghê. Đi đi không giường muốn đồ nằm ghế này tại ngồi ghế này hả nằm ghế này. Không nằm không được, cái đó nằm nằm vô phòng nằm. Vô phòng nằm. Đi vô phòng nằm. Nó nằm xuống đi. Ừ. Đi chị dính cho. Bà Nguyễn Quỳnh 92 mình có được vậy không? Mình được vậy không thầy? Kính bà. Thầy đang cần 18 nữa. Thầy còn cái cổng má con rồi. Kính bà chứ. Mấy khổ thật. Chứng ba mà vậy là cũng nổi chứng ba là mình đâu đâu đi đâu đâu đi đâu sụm á chưa yeah. Cái khi mà về tới cái bà cái giảng mình giảng bữa đầu tiên cái Phật tử thấy mến cái đầu cái họ chạy theo họ xin số phone rồi họ nói à thầy rồi ở đây thầy đi đâu tôi nói tôi về trên Sacramento. Họ xin cái phone rồi nói cái bà Phật tử đó tôi nhớ rất là rõ ràng. Bà nói con có người bà con ở San Jose, mà San Jose lên Sacramento nó không có xa. Thầy cho con số phone rồi nếu con có lên San Jose đó con có dịp con lên Sacramento con ghé thăm thầy. Cho thầy ở chỗ nào thì con điện rồi con ghé thăm thầy. Thì khi bà nói như vậy đó thì
mấy mấy tôi mới đứng cho số phone biết không, tôi nói cô Bích là kiệm không, giống như là khi tôi giảng xong thì Phật tử họ cũng mến, họ mấy mình đứng đó thì tôi đâu biết là chùa Mỹ chùa nào nó cũng camera tùm lum đâu, thì mình cũng lịch sự thì họ nói là thầy đi đâu, tôi nói tôi về Sacramental á, bởi vì cái chỗ đó là mời tôi qua. Thì họ mới nói là con có người bạn ở, con có người bà con ở San Jose, con hay lên San Jose, mà lúc đó tôi mình đâu biết San Jose là ở đâu. Rồi tôi mới hỏi San Jose ở đâu, nó San Jose nó cách Sacramental không xa. Thì thầy cho con xin số phone thầy, khi nào con lên tới đó đó thì con điện thoại cho thầy ở đâu thì con tới thăm thầy. Thì vậy đó, vậy con chúc mà xuống nó kiếm chuyện tôi nói là giống như nói là mình làm quen Phật tử để muốn lấy số phone Phật tử, mà trong khi họ xin mình bắt đầu nó làm mặt làm mài, tôi thờ ghê lắm, bởi tôi bắt đầu nó rồi ảm đạm nó xảy ra thê lương rồi. Trời ơi nó ghê quá, tôi thấy trời ơi sao mà ở bên Mỹ nó dành về Phật tử vậy, mà nó là người đời đó, là con của bà sư cô đó, mẹ thì trụ trì, con hội trưởng, cuối cùng nhà nó của ai thấy không, mà nhưng mà tội nghiệp Phật tử á, tuy rằng nói cho Phật tử Mỹ này nhiều khi họ cũng không để ý chuyện đó, họ cứ họ miễn sao mà giống như nhiều cái căng thẳng rồi họ còn có ngôi chùa tâm linh đó, họ tới họ nghĩ thôi rồi bỏ tiền cho họ không nghĩ gì xa xôi. Tội nghiệp nhiều khi mình thương cho Phật tử vậy đó, chứ nếu họ nghĩ thí dụ mẹ trụ trì con họ trưởng mà phải chỉ con tu á thì còn tiếp nói là nó người đời, nó là kinh doanh, nó giống như là người nó khai thuế khai má. Bởi đời tôi thấy nhiều khi buồn cô, nhờ ngồi nhắc lại nhiều khi nó cũng buồn, nghĩ sao mà người ta toan tính nó còn hơn cái người đời nữa, mà mở miệng thì toàn là từ bi, từ người tu cho tới người tục, và yêu cầu là mang cái danh là Phật tử thì tu tục thì cũng là con Phật, phải không? Rồi trở lại thôi, thì giống như tôi đi lên Sacramental thì cô nhớ là lên thì lại có ở mấy tuần thì nhà băng nó kéo. Nhà băng nó kéo thì lúc đó ngay lúc đó là Giáo hội Thống nhất Hoa Kỳ cho thầy Nguyên Trí là mở hạ để mà động thổ xây cái chùa Bát Nhã. Thôi thừa dịp này cái tôi chạy về tôi xin nhập hạ. Nhập hạ cũng tại hăng máu, thay vì thôi mình vô mình im lặng đi cũng láo cá. Bởi tôi nói cũng tại tôi, nghiệp của tôi. Thì vô thì ông hòa thượng ông giảng, thôi ông giảng kệ ổng, mà ông giảng ra biểu mình, ông bảo ông thách thức, ông biểu ý kiến. Thì gặp tôi là người có học trội điển ra mà tôi ngứa miệng nên ý kiến là bắt đầu nó sóng gió từ đó nữa. Trời ơi, sóng gió từ đó, cho nên sóng gió tôi mới chịu không nổi, tôi mới viết cái thơ. Cái thơ mà tôi quên, tôi không để kỷ niệm, tôi mới gửi cho hòa thượng Cánh Nhân Phòng, là hòa thượng Thắng Quang. Ông lớn nhất tôi viết cái thơ, tôi nói là con cứ nghĩ rằng chỉ có Việt Nam là trên đe dưới búa, là với cái cầm quyền, với cái độc tài, không ngờ qua đây nó cũng không thua gì Việt Nam. Mà trong cái sự tự do chứ tôi đâu có biết là lúc đó nó càng đang rạn nứt cái tùm lum đâu. Trời ơi, lúc đó nó phe phái, khi tôi qua là cái trận chiến nó sắp tàn, nhưng mà nó còn ầm ĩ với tàn tro đó nghe. Thứ 2007 nó quýnh một trận là banh trình qua lá hẹ giáo hội rồi. Đã bắt đầu đi vô chuyện giáo hội thì tôi mới viết cái thơ, cho nên ông cụ Thắng Quang ông đọc xong rồi ông mới đưa cho ông mà lúc đó còn quyền chủ tịch chứ chưa có lên chủ tịch, rồi hòa thượng Trí Chơn mới chết, hòa thượng Đức Niệm Phật Viện Quốc Tế mới chết, cho nên ông nó còn quyền chủ tịch. Ông Tất cái ông Nguyên Trí á mới mời tôi vô, mà vô chửi bóng chửi gió, chửi ghê lắm, dân Bình Định mà cô biết mà. Mà gì gặp mà Nguyên Trí thì lùng không đủ sức tắc, gặp con người mà đầy dẫy cái bộ óc nó không đủ cái Nguyên Trí nhưng mà không đủ trí. Tại vì lúc đó nó đánh đụng sóng dò, lúc đó là Nguyên Trí bị đánh sóng xô gió dập à. Nguyên Trí phá cái danh thôi, bởi mấy lùng nó phá cao. Rõ ràng tôi nói dối, tôi nói dốc gì tới mấy ông lùng của đấy, mấy lùng phá cao à. Coi như là sẽ đánh ông quýnh sóng dò gió dập, cho nên ông nghi. Ông nghi ông tưởng đâu tôi tới đây là phá tổ chức ổng. Ông về thì ông nói nặng tôi. Ông nói muốn gì qua Duyên Lý á, muốn phá rối qua Duyên Lý á, để qua Điều Ngữ á, là cái cùng phe cùng bọn. Ở đây là coi như trên nói dưới nghe. Lên nói nhỏ nghe chứ có chuyện mà lên chống.
mà tôi có trống gì đâu. Ông hòa thượng quyền chủ tịch mà giảng mà sách thức biểu lên ý kiến thì tôi mấy thằng bạn của tôi sợ của tôi thì tài lên rồi lúc đó mình ăn máu mình tưởng đâu là mình bước tới được phương trời tự do rồi biết không, lật đã gọi là xung phong lên cho tôi theo kiểu nhà nước Việt Nam là xung phong nghe lên làm bóng bó video đi xuống luôn bó video xuống bây giờ cũng là cải lý không lại. Nhưng mà sao thì tôi cũng xin lỗi hòa thượng nó rồi sao mà xong cái ông đuổi tôi vậy đó mà con nghĩ đau xót không, lúc đó mình mới trên nước trên đá qua tôi hận vậy nè thì mình cũng hạ mà mình không ở đó nhưng mà mỗi bữa chạy qua chạy lại sáng là có mặt khuya là có mặt cho tới tối mới về vậy đó mà hỏi cô đó ngồi hạ như lúc đó là 7 bữa 10 bữa xin lỗi quên rồi cái này tự nhiên quên rồi mà ngọt có nghĩa là thay vì 7 bữa là 6 bữa rồi còn có bữa nữa là xong còn 10 bữa là 9 bữa còn bữa là xong nghe này nó tôi không nhớ chính xác mình sắp từ A tới Z là lớn rồi theo lớn nhỏ theo nhỏ hạ thì gọi là quyền trầu đó tự nhiên còn bữa cuối cùng bắt mình ngồi riêng giờ không giống ai hết trơn con trời giờ giống ai giống như mình là thứ mà cùi hủi gì đấy kia đợi con cái mà cũng cắn răng mà chịu thì hỏi con nhiêu ra hạng ông 300 mình ngồi riêng được 100 mà hỏi cô lúc đó trời với ước chiến đáo qua Mỹ 300 mừng lắm chứ rồi so đo sao ông được 100 ông 300 mà trong khi mình phải tiêm mà họ bắt mình ngồi riêng ngay từ đầu á mình không buồn nói à ông không ở đây ban đêm tối ông về thì ban ngày ông tới thì giống như gọi là tùng hạ không sắp từ A tới Z mà mình không có vắng bữa nào phải chi mình vắng bữa nào thì nói là tại vì bây giờ bữa có bữa không thì cho nên trống chỗ đó cái ghế chỗ đó ngồi coi không được phải không tự nhiên bữa chót riêng để bao thơ riêng từ hỏi cô coi thật sự 300 với 100 nó có đáng gì đâu giờ này nó thiệt ra mình đã thấy người tu nó hẹp hòi ích kỷ vậy đó thù gọi là thù giặc cá nhân á tôi nói thẳng đây là còn đó còn nguyên trí còn sống nghe chưa nguyên cái là hội đồng điều hành của giáo hội thống nhất Hoa Kỳ chưa ông nào chết nha tôi nói đây có thẳng luôn á chứ tôi không có nói sợ gì tới rõ ràng rồi đau xót mà trong khi còn một ngày cuối cùng thôi mà ngồi từ đầu tới 7 ngày rồi còn ngày cuối cùng họ tách rời mình riêng rồi lúc đó mình ngồi mắc cỡ hết sức mắc cỡ cô tôi nói thiệt cô cầm chiếc cơm đó mà cô cứ nghĩ rằng thiệt nuốt mà nuốt nó ngược nó trào ngược mà cũng phải chứ không lẽ giờ bỏ đi nó kỳ thôi cũng ráng ngồi nữa mà nuốt nó nhận vô thơ 100 đồng mà đâu phải gì cũng 100 đồng mà thay vì từ ở bên kia 300 bên đây 100 chơi vậy đó họ cúng là vậy đó mà theo cô đi bây giờ á chắc tôi nghĩ chỉ có Phật với những ông thiền sư để lên thôi chứ theo cô mà người giờ có tu cao nữa như vậy cô chấp chịu nổi không thầy học cái chuyện nhẫn thầy nhẫn được cái đó là thầy là không thầy, biết rồi thì nhẫn nhưng mà thật sự trong bụng đâu có nhẫn nổi mà thầy đó là thầy nhẫn nổi rồi đó thầy nhẫn nổi nhưng mà trong bụng nó khó chịu vô cùng ăn mà nó mắc cỡ cô tại vì lúc đó 200+ tăng lên nhập hạ mà tại sao cái bữa chót tự nhiên làm cái bàn riêng mình quan ngồi vậy là cô có kỳ không họ làm xấu thầy phải không vậy là họ muốn đó cô coi mà cả một cái hội đồng điều hành mà toàn là hoài thượng không mà chơi cái trò trẻ con thấy không trời lúc đó bạn cụ tháng qua lúc đó mình không nói đâu có được mà tôi nói trời tôi mắc cỡ cho một cái giáo hội thành ra tôi nói thôi khiến mấy ổng đuổi tôi qua ông viên lý đi nó chửi nha qua viên lý á muốn quậy qua viên lý hoặc cùng nhau quậy thành ra tôi mới bò qua tới điều ngữ chứ làm sao tôi biết điều ngữ đó bắt đầu tôi nói thời nó thôi bây giờ chơi các ngươi muốn chơi ta thì ta chơi ta qua ta đầu ngươi thử thôi bây giờ giống như là nó là mình nói trong tao mà xưa nó là hồi thời đạo nho đó phong kiến đó, thì quân sần thần ở của gì quân sử thần tử thần bất tử bất trung phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu thì đó là thời phong kiến còn mình qua tới cái nước này nó đâu có phong kiến tự do rồi thì quân bắc minh thần đầu ban ngoại từ đó trong bụng đấy quân bắc minh thần đầu ban ngoại phụ bất từ tử biệt tha phương cho nên tôi quyết định là phụ bất từ tử biệt tha phương
Quân Bất Minh thành đầu ban ngoại, lúc đó còn hăng vậy nha. Ừ. Mình đi qua tới đây là xứ tự do, mình kiếm Chúa Thánh để thờ chứ dạy gì đi kiếm mấy thằng mà ham danh háo vị mà tiểu tiết như vậy. Rồi nó đau lắm cô. Ngồi mà tôi cứ mấy trăm người mà dòm mình cứ ăn họ cái dòm liếc của mình cái trời ơi, nước nó ngược vậy đó cô. Ngược mà cho mình ngồi để mình đưa cái mặt mình ra. Mà có hỏi cô mà hòa thượng không mà chơi một mình cô nghĩ coi theo tôi thì coi cái tôi nghĩ như thế nào. Không có bình đẳng, mình nói đạo Phật là bình đẳng mà thấy gì không, tôi nói phải chi mà mấy ngày đầu á thẳng thần à, thì ông là cái người không ở đây. Yeah. ông chưa có giấy tờ, ông tới đây ông xin ông tùng hạ. Yeah. Trong đạo nó có nhập hạ và tùng hạ. Yeah. Tùng là không ở lại thì mỗi ngày ông qua ông thính gọi là dự thính á. Yeah. Thì thôi ông ăn riêng cái bàn này thì không ai nói gì để giống như là mình vãng lai. Yeah. Còn tự nhiên từ đầu tới đuôi ngồi chỉ còn ngày cúng dường ngồi riêng vậy cô nghĩ là sao? Nhưng mấy thầy kia có đi chỗ khác không? Hay mấy thầy ở tại chỗ đó? Tại vì thầy nói thầy ban đêm là thầy đi chỗ khác. Về ban đêm thì hồi đó tại tôi quen với mấy thầy thì tối một số mấy thầy có chùa thì ta chở mình về chùa mấy thầy chứ ta bảo chỉ cho nó chặt chội. Dạ đúng cũng ở chùa. Dạ, rồi thôi kệ cái đó thôi cũng bỏ đi nó cũng gì. Mới đi qua bên điều ngữ thì qua điều ngữ thì lúc đó điều ngữ chưa có cắt nha. Yeah. Điều ngữ còn thô sơ. Yeah. Tôi đâu có biết áp giáp giáo hội giáo hẹn khỉ gì đâu. Yeah. Không biết vậy đó, mình thì cứ đi qua đây thì mình tự nhiên ta nói câu là hậu ly sơn hậu bại hậu tử mà tăng đi chúng tăng tàn. Yeah. Thì thôi cho kiểu yêu cầu mình gặp mấy bậc tôn tốt để mình nương vô giáo hội bất cứ giáo hội nào cũng được chứ tôi đâu có biết tiếp trị cho anh em gì. Yeah. Thì qua bên điều ngữ thì ngay qua thì không gặp thầy Diễn Lý. Nó đi không gặp, thật sự qua không gặp. Cho tới tôi đi về cũng không gặp luôn. Thì sau đó thì chú Lộ, có nhớ chú Lộ không? Nhớ chú Lộ. Dạ. Nó bắt đầu sau rồi mới dính líu tới chùa Phật Quang. Dạ. Thì sau cái mùa an cư đó thì cái chùa bây giờ khiến nó cũng khiến. Vậy thì tôi làm gì cái nhân viên sắp xếp hết thì cô Tịnh Liên đó. Dạ. Mới mời tôi về chùa Phật Quang. Dạ. Mà cô Tịnh Liên á, lúc đó là cổ sắp chết, cô nhớ không? Cô nói là bác sĩ coi cổ không quá 3 tháng, từ 3 tới 6 tháng. Yeah. Tôi mới về, tôi mới bữa qua Việt Nam đưa cái toa thuốc mà thuốc ung thư á. Yeah. Là hồi thời đó là cái toa bằng chữ nho đó, gửi gấp qua, lúc đó cô còn bên Việt Nam nè. Yeah. Biểu quan tâm đi lên Hòa Thượng Thiện Huệ, lúc đó Hòa Thượng Thiện Huệ yeah. sống là xin liền cái toa thuốc gửi gấp mà thời đó phải biết mail biết thì nó đỡ rồi thầy đâu có như bây giờ mà gửi qua mạng đâu. Yeah, yeah. Mà phải gửi bằng thư. Yeah. Đó rồi qua thì cũng đi sắm đi bổ thì trị cổ như cũng cả năm hết chứ. Yeah. Tới chịu đau nhất quá có chịu không nổi cũng không uống nữa bị gì họ cũng phải uống thuốc Phật Man gì đó. Yeah, yeah. Đó bây giờ đau quá cũng chịu không nổi chứ nếu mà cổ chịu nổi chắc cổ qua lâu. Yeah. Nhưng mà thời kỳ đó con thấy ông nó phản phúc mình vợ chồng bà Vượng Long. Bà Vượng Long, dạ con nhớ. Con nhớ không? Yeah. Tại vì ở đó là họ nấu cơm, nấu nước là ai vô đưa tiền cho họ. Yeah. Sư bà Đồng Tính này mới kết hợp với cái đám đó muốn chơi tôi. Yeah. Lúc mà cô Tịnh Ly toàn con nhớ là làm cái giấy là mình thuê chùa chứ đâu phải. Mà cái chùa đó là nửa chùa nửa nhà giống như mình đây. Yeah, yeah. Chứ đâu phải mà cái chùa chính thức đâu. Yeah. Thuê chùa mà nếu như hồi thời đó mà tôi có cái giấy hợp đồng đó là mình thưa mình có cái đủ giấy tờ là mình thưa rồi. Yeah. Tại vì lúc đó thuê giấy tờ đàng hoàng nhưng mà tại vì tôi chưa có giấy tờ sao thưa ai. Yeah, yeah. Đó thì cổ chết nó kiếm chuyện bởi tôi nó đời nó ác nhân thất đức lắm. Yeah. Rồi con mẹ quản. Yeah. Có nhớ mẹ quản không? Yeah. Mẹ quản từ ngày xưa đó là thù bà Tịnh Liên là thấy bà Tịnh Liên giàu có hơn nhưng mà mẹ Quế thì nó thù bởi Quế nó thâm độc tôi chửi hoài chứ tôi không quên hết Quế. Yeah. Nhưng tôi nói có người mẹ này nó thâm thù nó mới dụ Michel là con của Tịnh Liên mở báo chí gì đó mất bao nhiêu tiền cho nên bà Tịnh Liên bà mới thù. Yeah. Hai bên nó thù tới chừng bà Tịnh Liên chết bà Tịnh Liên còn sống mà nó đòi mua cái chùa đó cho ba mạ kêu mạ hả. Yeah. Ba mạ tu. Yeah. Yeah. Tôi nói toàn là họ thù giặc cá nhân không à, rồi mình dính giữa không à. Yeah. À cuối cùng thì cổ chết thì kiếm chuyện riết rồi thôi mình trả lại. Còn bà Đồng Tính thì bà sợ mất chồng, bà sợ mất cái vai vế của bà. Yeah, con thấy ghê, bà thâm thù lắm mà công nhận. Yeah.
mấy người nó sợ chết ghê lắm nha, tới giờ chứ không như bà này, không như sân này thì bà vô tư có nhiêu xả láng sáng thì sớm. Mấy bà đó thâm thù, bà về tới Linh Sơn tôi về đây bà điều tra tôi đó nghe cơm chứ không vừa đâu. Mà lúc đó quan tâm cho tôi hai nhưng mà khiến tình cờ sao mà nó tôi thấy cái hình bà chụp đó, tôi mới biết là về tới Linh Sơn đó, thù ghê vậy đó. Có người thâm ghê lắm, nói thiệt á, lòng dạ con người á tốt quá thì thiệt thế là thánh hiền, còn xấu là nó bị ổi hơn cả tiểu tâm tiểu nhân nha. Người tu là vậy đó. Cái tới tiền cô Tịnh Liên chết rồi nó kiếm chuyện rồi thôi thì mình trả lại xong thì cái gặp về thôi, về nó tên vợ chồng ta nói mình không nên nói, nó mới mua cái nhà cô nhớ không? Thôi đừng nói tên, đúng quá sợ gì nhưng mà không có sợ gì nhưng mà thôi nó mới mua nhà, nó biểu tôi về thầy ra ở thầy. Tiền bạc thì nó thâu, vợ chồng nó thâu. Mà cô coi lúc đó trên Facebook tôi quen mới có mấy người à. Mấy người ví dụ tôi quen Nguyên Quang, tôi quen cô, dù vậy nó bắt tôi phải kêu gọi mấy người này phải gửi tiền qua. Lúc đầu thì nó cho phim mà nó cho hai người xe hai phòng rồi nha. Mà nó biểu tôi phải kêu, mà lúc đó tôi nhớ rất rõ là ông Bảo Ngọc Trương gì đó là kêu gần là ở bên gần đây nè, giờ là gần Lọc Na nè. Rồi Bảo Châu rồi mấy kia trời ghê lắm, đời tôi thấy sao tham vọng quá. Thì đúng cái nhà đó lúc đó mua hai trăm mấy thì bây giờ này tôi mới tính ra, chứ hồi đó tôi không biết là vụ gì tôi không biết, thì 200 mấy đau vô mấy chục phần trăm gì đó thì còn lại tháng thì theo lẽ trả 1000 mấy, nhưng mà nó tính điện tính nước tính nôi tính hành tính tỏi tính đủ thứ, thành ra một tháng thì nó trả 1200. Hai thì hai người kia ở tháng người 400. Tôi trong kia Phật tử nó thâu vợ chồng, nó thâu nó ghi sổ mà nó kiếm chuyện với mình, cô thấy không? Đó, nó bắt tôi phải đi kêu gọi Phật tử. Tôi mới thấy hồi xưa trước khi đi cô có nói tôi câu á, thầy qua bên Mỹ thầy cẩn thận Phật tử, cô nhớ cô nói tôi con đi chùa nhiều con biết rồi, cái miệng họ vậy chứ thật sự không phải vậy. Thầy cẩn thận, họ nói 10 thì tin 1 thôi. Thế nhưng mà thôi kệ, nhờ vậy mà tôi mới thấu đá thấu vàng. Sau cuối cùng mới về sát ra Minh Thồ, sát ra Minh Thồ trở lại thì ở chùa Quyền Giác. Thì thầy Quyền Giác nói bây giờ thầy về đây. Rồi lúc ở đó thì làm cái R1, bây giờ kể vô R1. Làm R1 thì tông chỉnh thì mới vừa làm xong mất chùa. Là cái chỗ mà mời mình qua. Thì thôi cái nó không xong thì mới nhờ cô Trí Minh làm. Cô Trí Minh làm hai, đầu tiên là 2500, lúc đó cô chuyển tiền cho tôi nữa mà. 2500, 2500, hai lúc đó làm 2500 rồi qua là tiền nộp cho chính phủ là 325. Còn nhiêu là tiền của luật sư. Rõ ràng là R1 thì khi có được R1 là lúc đó ở chùa Phật Quang. Phật Quang thì mấy làm cái giấy thuê chùa Phật Quang để mà nó hợp pháp, để mà R1 là lấy cái hội cô Trí Minh thuê trên này để đừng có mất nhà mất chùa, đừng mất chùa. Ai ngờ đâu á, mới vừa có R1 xong á thì cô Trí Minh ở Santana cổ giao nhà lại cho con cổ, gọi là bán lại cho con. Bởi vì City nó kiếm chuyện là tại tập trung lần rằng bây giờ đó là cũng khai cái thiền viện. Nhưng mà cái cổ cắt cái cũng không xin phép, nó không kiếm chuyện gì mà nó bắt hạ đá thiền thì thiền viện thì ba cái nhà nó phải lồng một chứ nó không chấp nhận cho địa chỉ rồi đó. Cho nên vậy cuối cùng có gì ở Santana cho nên thôi cũng nó chặt chội, không có tính bán cái nhà đó để cô đi mua cái đất cho nó rộng ở San Diego. Đúng không? Có cô tất cả những tôi nói cô nhớ đúng vậy không? Thế thì khi mà về tới cái nhà của vợ chồng đó làm cái am rồi đó thì ráng gom được 5400 để mà nộp cho luật sư Nguyễn Lưu để tiếp tục làm cái thẻ xanh. Thẻ xanh 2500 là cái R1. Tới thẻ xanh là nó đòi nó đòi năm, không cái thẻ xanh là riêng là 5000 từ 5400 là 5000 là tiền gì đó là tiền công. Luật sư là còn tiền gì đó mà nộp 5400, nộp không áp giáp gì, tôi tưởng đâu giống Việt Nam mình nộp thì mình không làm thì mình lấy là ai mình nộp ngày trước ngày sau. Nó nói cái luật sư ở đây trời ơi, tôi mới học tới một bài học nữa mất mẹ 5400 mà có thấy toàn là tiền đâu, mới qua đâu có làm gì được.
Là bởi cái tại sao mà tôi phải lặn lội tôi kiếm tiền cho để mang tiếng, tôi thấy khổ tôi mà tôi than ai? Lúc đó phải được như Phật tử bây giờ thì tôi hên tiếng thôi. Lúc đó mình mới qua mà nó chụp cho mình cái mũ vậy rồi hỏi cô ông nội tôi cũng không dám điện ai nữa. Đó trời, tôi nói thiệt lúc đó thì công nhận mà thì nghĩ lại dường như cái số tôi là Phật đỡ nha. Thì mình tin, tôi tin dữ lắm. Là mất 5.400 trắng trợn luôn. Không làm được, mà giờ có làm lại hồ sơ khác nó cũng không chấp nhận nữa. Vì cái tôi mới biết là cái luật ở Mỹ hãy nộp vô là thôi. Nó cắt 5.400, mất 5.400 trắng trợn nghiệp. Bắt đầu nó kiếm chuyện với tôi. Thôi thì cuối cùng trạng ở nhà đó. Thì lúc đó đi sư cũng lên ở. Ở và tội nghiệp mình đi sư bả sợ vì lúc đó tôi đi giảng thường, hiểu không? Giảng thường nó nghĩ là nó tôi đi giảng về là có tiền, mà cô biết tính tôi đi đâu cũng chở về thùng không hả? Trời ơi, cũng ăn, cũng giọng, cũng này kia. Rồi, thôi chuyện đó bỏ qua, ta về cuối cùng về Miền Giác. Từ Miền Giác cũng tội nghiệp, ông nói bây giờ thôi làm giấy từ đầu. Thì từ đầu, ở lúc đó tôi muốn về Việt Nam. Bị tôi rắc rối quá, ai là người làm giấy tờ cho mình? Thì mai khiến sao mà gặp luật sư Diệu Thảo. Và bây giờ hồ sơ tôi mới thấy giấy tờ, và nói thầy hiện tại ở lại, người ta qua Mỹ khó khăn lắm, thầy không có chuyện gì thầy phải đi về, giấy tờ nó quá đầy đủ. Nếu như mà Diệu Thảo làm thầy cái hồ sơ cho thầy mà thầy ở Mỹ không ở lại được, Diệu Thảo bỏ nghề. Nói gì cho thầy an tâm. Bây giờ thầy cứ làm đi, có nhiêu tiền thầy đưa bao nhiêu. Chừng nào mà có tới ngày có thẻ xanh thì thầy đưa đủ thôi. Còn bây giờ thầy ai là Diệu Thảo lấy trước mới làm. Còn bây giờ thầy ưu tiên, Diệu Thảo quý thầy như vậy đó, thầy Diệu Thảo mong là thầy ở lại để thầy hoàn pháp, chứ Diệu Thảo cũng chưa biết mặt thầy, phải nói vậy. Lúc đó thì bắt đầu về thầy Huyền Giác thì ông nói thẳng là bây giờ cái chùa tôi không biết tôi giữ được 3 tháng không. Mà nếu bây giờ mà thầy về đây mà thầy nhắm mà thầy lo phụ với tôi nổi á, cho tới ngày mà thầy có giấy tờ á, thì tôi không tiếc gì chữ ký. Cái thầy tôi nói thành thật chứ tôi không lợi dụng thầy. Nó nghe có nói câu vậy. Còn tôi thì không tiếc gì chữ ký. Còn để thôi là rủi mà rủi không được nữa thì nó thầy tiếp tục mất tiền nữa mà không được gì. Sau đó thì tôi nói ráng, thì tôi nói ủa hai ông thầy lớn là thật tu từ nhỏ, không lẽ không làm giữ được cái chùa? Trong khi mấy ông thầy người ta mới qua mà ta còn in non đó. Đó mới giữ cái chùa, làm giấy tờ mấy năm nên tới cuối cùng thì Giảng Hạnh mời tôi qua, mời thầy Minh Hậu, mời chùa Huyền Giác đi qua, chứ không phải mời tôi. Lúc đó tôi ra lên thế vai trò trụ trì cho thầy Minh Hậu rồi. Minh Hậu lên diện chủ, cô nhớ lúc đó cô có chạy lên chứ không? Lúc đó là quyền hành cũng một đống lỏng lỏng cũng kia chứ bộ, nhưng mà tuy rằng nói vậy chứ còn thầy Khai Sơn trụ trì ông chủ đó. Nhưng mà được cái vai trò cũng là cũng có quyền, có cái khó cái tiếng nói. Thế thì tới chừng ngày Tết thì bên Giảng Hạnh mới mời. Mời thì thầy mới nói bây giờ từ người ta mời, tôi nói ta cần con thầy. Mà bây giờ thầy thấy tôi đi ha, thầy đi. Thầy nói vậy thì làm sao? Thì cô biết tôi nói không, thì để con đi. Chứ bây giờ thầy dù gì người ta cũng biết thầy là trụ trì, dù thầy quán đổi thì quán đổi, có người biết người không. Mà hơn nữa là tiền thì nó cũng vô quỹ hết, chứ đâu có mà gì đâu, nhưng mà thầy phải hứa với con rõ ràng là tiền nào ra tiền đó. Thôi để con đi. Thì qua thì khi đi thì trước khi đi thì tôi đã năn nỉ các cái đoàn ghé để họ hành hương, rồi ghé ăn cơm thì họ ăn cơm họ trả được 5 đồng một người. Đồng thời tôi ráng làm đồ tôi bán để cho nó có cái tiền để mà giữ tiền chùa. Đó. Thành ra đó cái tới từ mùng 7 à. Mùng 7 họ ghé thì làm sao? Thành ra qua Tết xong mùng 5 mới bay về để đi chợ nấu cho mấy trăm người ăn mùng 7 thì nó có được số tiền lo cho chùa. Bay về sau đó thì bên chùa vẫn hồi quý quá, năn nỉ qua mời thì cuối cùng họp hội để làm lên làm trụ trì, mà thật sự trụ trì mà làm vua mà không có một ấn đâu, có giữ thay thồ cũng không có tên, nhà băng cũng không có tên, mà thậm chí con dấu cũng đâu có được giữ đâu, họp cũng không có được tham gia. Tôi nói đây cái ban hộ trì, cái ban của chùa Giảng Hạnh toàn hết, nó nghe hết rồi chứ không ơi. Và chưa đâu qua gặp mấy thằng cố vấn, nói mấy thằng thì nó hơi quá mấy ông cụ. Ông nội ơi, tôi nói mình giảng á, mà mình nói á, mình đá vào lá chính trị thì nó tu hành đừng nói chính trị. Còn thằng thì nó nói, ủa nó thằng nói quá cụ,
Cụ thì nói, thưa thầy, cộng sản nó áp lắm, sao thầy giảng thầy không lên tiếng vô. Là mày ơi, một mơ thì nó đừng nói chính trị, một mơ thì, và toàn là mấy thằng đầu bạc không à. Mấy thằng đó cụ không à, tôi bỏ dấu luôn, tôi bỏ dấu nặng luôn, tôi cực bực mình, tôi chửi vậy đó. Trời đất ơi, tôi nói bà mới biết cái gọi là, người ta nói làm dâu cái nỗi đoạn trường, làm dâu cái đất bùn không. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, mà cũng ráng ở nó 3 năm, trụ trì 3 năm thấy không? Rồi nó dài rồi cuối cùng ông cụ Bất Tịnh kêu về. Thì cũng nghe lời về từ đó nào nó gặp cái đám mắt quái kinh dị, tôi đang cái mắt quái nhìn đời đó. Thôi rồi cũng tôi nói, trời ơi, sao đi đâu cũng đạn trường hết trơn. Rồi xong mới trở về tiếp tục làm ở quán chay, thì quán chay ta đã bán rồi. Xong mới vô tính vô sòng bài làm, thì cô biết hồi xưa ở Cali tôi cũng đã đi vô mơ men đó rồi. Tại vì Cali là mấy cái chỗ đó nó cạnh. Ồ, đi vô cửa được, sao đi vô giờ nó trơm được ra vậy? Trời ơi, ghét hả? Đó. Hay rồi, vậy mà mạnh rồi đó. Bật đèn lên đó, biết bật đèn đó. Tỉnh rồi, biết đâu mà tới đây khỏe rồi. Không thì là tỉnh rồi đó. Nhìn em, tỉnh quá trời. Cũng được thôi, kệ đến nơi sư qua với đâu khỏe lại thời gian. Thì hồi ở Cali á, thì bắt đầu đi vô hãng bánh mì làm. Hồi lúc mà tôi chưa qua chắc á, quay vô bánh mì làm, rồi vô hãng bánh mì làm ngon lắm nha. Ngon lắm, một giờ nó tới hình như 14, 12 đồng rưỡi, 14 đồng gì đó. Ngon lắm, một là mình bánh mì nó cắt xong mình cho vô bịch. Nó có cái máy, cái mình nó đi ngang cái máy, cái nó đóng gói lại, mình chỉ vô cho sách bịch. Thứ hai là mình cắt. Thứ ba là nó vừa ra lò, cái mình bóc bỏ vô cái này, nó cứ nghe làm liên tục nè. Ai ngờ cái cuối cùng nó chết cái sò sò, là cái sò lúc đó chưa có thái xanh. Thì nó gọi là chưa có phải là gọi là quốc kê gì đó gì. Quốc hơ mịch. Quốc hơ mịch. Nó nói là cái này nó không có làm được, nó không có tính tiền, tính gì trả tiền được, trả chết rồi được. Rồi làm mấy tiếng hồ tới đã ghê luôn, nó thấy ham. Cuối cùng cũng được. Cái đi vô sòng bài, cũng vậy nó cũng chết cũng không được. Tính là tưởng nó sòng bài là dễ vô cái chỗ đó mình làm mà một giờ như vậy đó là ngon lành là lúc ở Cali rồi. Mà Cali á, thì nó có những cái nơi mà gọi là của người Tàu á. Yeah. Mắc cười, ngầm nghĩ kể lại. Bây giờ mấy vị đó họ muốn đứng ra họ nói lên, họ nói lên, họ làm chứng, họ nói, tôi nói thôi giờ còn nói gì chi nữa. Giờ nói có lợi ích gì. Không cần nói, cái người trí ta cũng biết rồi. Đó, cái bắt đầu xong thì đạn trường cái tới cuối cùng mang tay mang tiếng mới chạy về cái chùa này. Rồi có sao cô Bích? Rồi vô phòng lại chưa? Đó, đây là mẹ con ni sư này là coi như chứng kiến từ khi ở Việt Nam còn nhỏ cho tới khi rảnh cái chùa, cho tới khi cái ngày xách gói vali đi Mỹ cũng hai người này đó. Đó là tôi nói là nó có còn nhân chứng vật chứng hết trơn, chứ không ai xa lạ hết trơn, ở đâu cũng bên kia này cũng bò tới. Nhưng mà bây giờ này á là coi như 10 năm thì bây giờ này mới là còn tự do chứ. Yeah. Chứ giờ ở nhà ở đậu cô tới tôi đâu được tự do, tôi ngồi nói chuyện đang ngồi nói úp mở mở nói một cái góc nào đó thôi, thấy không? Đó thành ra thôi thì những cái thăng trầm tôi nghĩ nó cũng quá đủ rồi. Rồi bây giờ tới cái giáo hội. Thôi cô với cái giáo hội tự nhiên tại đâu ấy, nó sắp tàn rồi mình đút đầu vô làm một chút thí. Bởi vậy bây giờ nói là tôi kể chút rồi nghĩ rồi mai tôi kể tiếp. Dù giáo hội cũng có chuyện này luôn. Yeah. Chứ không phải không có, tôi không kể cái có đi đâu cũng vậy, qua đi sư này đi hạ nào tôi cũng kêu hết trơn á. Cái giáo hội thì đầu tiên á
Bởi vì giờ hài tên luôn mà giờ nó có sợ gì hết trơn á, hài tên luôn à. Thì sư bà Nguyễn Thanh á, trở lại sư bà Nguyễn Thanh mới giới thiệu cho hòa thượng Viên Lý đó. Vậy mà khi đụng chuyện á là bà Nguyễn Thanh bà núp mất tiêu à, bạn lẹt á, có thấy không? Thật sự bà giới thiệu, mà thật sự mình giới thiệu thì mình cứ mình giới thiệu, mà đâu phải mình cố tình mình quậy đâu. Bà thật sự là mà lúc đó giáo hội nó không còn người, nó không còn người, cho nên nó còn không bao nhiêu người, cho nên rất là cần cái người có gọi là có khả năng, có tiếng nói. Thì sư bà tội nghiệp, bà thì thật sự bà rất là tốt cái chỗ đó. Bà nói thầy ráng đi thầy Tài, thầy ráng dùm tôi, bây giờ họ không có người, tôi không có khe để tôi giới thiệu cho thầy Nhân Lý. Thầy Nhân Lý điện thầy, thì lúc tôi ở chùa Phật Quang là chính hòa thượng Nhân Lý điện mà. Điện mà không phải điện, điện thì hòa thượng tôi có nghe sư bà giới thiệu thầy, thầy có quan hệ để tham gia không, chứ còn phải đi về là chính trị chính em gì. Tham gia nghe nói là thầy giảng cũng lưu lót, thì thầy học tới đâu thôi thầy tham gia vô vấn đề hoằng pháp, chứ còn thật ra nói có trước Phật không hề biết vụ gì chính trị, mà thầy Nhân Lý cũng không có biểu tôi tham gia gì chính trị hết nha. Nói là chỉ tham gia vô vấn đề hoằng pháp cần để mà lợi lạc cái quần sanh. Có biết thầy Nhân Lý thì cái cách ông khéo rất là khéo mà đó. Thì bắt đầu mới kêu thì thôi tôi nghe gì cũng mình đúng đúng cái sở trường của mình, mình hoằng pháp. Thì tôi mới nói giờ bạch hòa thượng, lúc đó con tới mà hòa thượng không qua chùa, con cũng kể thiệt là con bị giáo hội thống nhất Hoa Kỳ biểu con đi qua đầu quân hòa thượng đi đặng cùng nhau quậy. Mà con mới tức mình, con mới muốn qua coi hòa thượng là như thế nào. Con tưởng là hòa thượng là người dữ dằn dữ lắm, ai ngờ đâu hòa thượng quá từ tốn. Cái gì bên trong tôi không biết, bởi vì mình sao biết được trong bụng người ta. Nhưng mà cô thấy cái quy nghi, cái tế hạnh, cái lời nói là dường như tất cả quý thầy ở tại hải ngoại này chưa ai mà quy nghi đỉnh đạt mà ăn nói từ tốn như thầy Diễn Lý. Cô công nhận được đó không? Thầy nào cũng ăn nói, còn thầy Diễn Lý cỡ gì ổng cũng cười, ổng cũng quan hỷ, mà cười ổng phải cười hô hố, cười rất là từ tốn. Nói về cái quy nghi thì nếu nói là không biết ngày xưa A Nan như thế nào, chứ còn thầy Nhân Lý là tôi cho là ngang tầm cỡ cái quy nghi như tôn giả A Nan. Nó thật sự như vậy đó. Còn cái chuyện mà nhiều người á chấp nhất là nói tôi là khen thầy Nhân Lý, tôi nói không phải cái nào đúng là tôi khen thôi, vì tôi cần cái thầy để tôi nương, tôi học mà nương tựa để mà bậc hiền, chứ tôi đâu có nương tựa cái bậc mà ngu si. Rồi thì bắt đầu cái tết chừng cũng tham gia vô này kia. Thì mỗi tuần thì lúc đó cái đài của cái đài Trang á mới bán lại cho chùa Điều Ngự. Đài 57.3 gì đó. Thầy giảng mỗi tuần. Thì lúc đó là đang cần, nghĩa là cần thu hút Phật tử nghe giảng. Mà bây giờ mỗi ngày nó phải có chương trình Phật học. Mà bây giờ phải có cái gọi là cái mới hoài thì cứ đó. Thì sau đó đó ở có gì vậy? Có cái người nằm cái đậu đằng trước cái đèn nè. Không phải, cái bên kia. Vậy hả? Cái đèn nó chiếu chỗ thầy nè, con lại nó. Không phải cái đèn của tôi. Cái đèn dạ quang. Thì bây giờ này đèn dạ quang nó cháy lên á. Rồi, kể lại thì tôi đâu có biết ác giáp gì. Không biết cái vụ mà giáo hội nó sắp thanh bành qua lá hẹ gì. Tới chừng mà quay qua quảnh lại thì chưa gọi là mời thầy tổng vụ hoằng pháp, ông mời tôi vô phó tổng vụ hoằng pháp. Nhưng mà thật sự nói chứ chưa có ra văn thư nữa, phải không? Đó, mới đi thì nó giới thiệu là giới thiệu để cho nó quay thôi, chứ còn thật sự bên đây cái chức nó có ý nghĩa gì đâu. Đó. Nhưng cái chức của tôi mà ở Việt Nam là ngon lành á, còn cái chức của Mỹ nó có kỹ khô gì hết trơn á. Đó, mới cuối cùng mới tới cái ngày đại hội của thường niên, thì đem về cái chùa Pháp Hoa Đa Bảo của ông Trí Lãng. Lúc đó là cũng có cô luôn. Cái gì cũng có chị này sát bên luôn. Đi sư tới nữa. Thì lúc đó thì tôi cũng không biết ác giáp gì, sư bà An Lạc mới biểu ông thầy Duyên Chánh đó, phải chở giùm tôi đi, chứ tôi đâu biết lái xe mà đi. Nếu đi xe mà xuống dốc ai biết tôi mà sợ tôi không đi. Mà quan thiệt lúc đó mà nếu tôi biết á mà lộn xộn tôi cũng đi đâu, tôi không biết. Tôi tưởng đâu lộn xộn là chuyện mấy ông lớn kệ đó, mình nít mình vô đó thì mình tham gia cho nó vui, có tổ chức, chứ tôi đâu có biết mà mấy toàn là mấy ông nào cũng đầu bạc mà chơi nhau, mà chơi cái kiểu như là
mình nói danh từ nó hơi nặng hả, hơi nặng thì hơi nặng quá, nghĩa là chơi tiểu nhân đi, chơi kiểu mà giống như thì trò trẻ con á, thì vô thì tôi đầu tiên tự nghe nó cha, nghe danh ông là Trí Lãng này thì tôi chắc ông này rất ngon lắm, dầu biết rằng ở Việt Nam ông vợ con đùng đề xưa chùa Minh Đạo mình biết chứ đâu phải không biết đâu, dân Bình Định mà. À, nhưng mà xưa là ông trụ trì chùa Minh Đạo là giờ của hòa thượng chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt nhà nước bây giờ ở đó. Ở Việt Nam vợ con đụng đề thì mình nghĩ thôi cái chuyện đó chuyện cá nhân, qua bên đây chắc ông tu ông đặt cái chùa tên là Pháp Hoa Đa Bảo, ở San Jose có con cái, rồi ở Lót có con cái, thì tôi lại thích cầu kinh Pháp Hoa, thì ông này ông đặt thì tôi nghĩ cha chắc ông này ông tu dữ lắm, ông đặt cái tên Pháp Hoa Đa Bảo mà nghe nói ông thờ hai ông Phật, ông Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo là để gọi là bổn giác và thị giác gặp nhau, thì ông này là phải là cái nhà nghiên cứu dữ lắm mới đặt cái tên chùa và thờ cái kiểu như vậy phải không? Đây là nó hợp với mình, thôi thừa cơ hội này bò tới biết đâu là bậc minh sư để mình học nữa. Trời Phật ơi, tới thấy chả mập trên nọng nọng, rồi gặp có con vợ nhỏ mà nghe nó con kiến càng gì đó, ông nội ơi nó như kiến càng luôn, đi nó phục phịch như con heo nái, mà vô thì tôi cũng thiệt tình tôi chào, mà nó thiệt đúng ra cái thứ mà nó không có tu rồi đó, đàn bà mà nó cạo đầu mà nó dàn đi cô mà nó không tu rồi thì cô nó cái tướng bề xề, thà với đàn ông tụi tôi bề xề không nói nha, còn mấy con ni mà nó không tu mà tôi nó bề xề nó rựng mỡ rồi một cái nó chảy nước làm ai chịu nổi. Tôi nói thật, tự nhiên cái bữa mới vừa khai mạc là nó lên nó phát biểu nó đá vào lái mình rồi, tại vì tôi tình cờ tôi đứng tôi nói chuyện với ai đó tôi mới nói rằng thật sự giáo hội mình bên đây, tôi mới hỏi là ủa tại sao bên đây tới tùm lum giáo hội, thì giáo hội nào là giáo hội gọi là chính thống, là giáo hội là được nhà nước công là nhận, được chính phủ công nhận. Hồi lúc đó mình tôi qua tôi chưa biết danh từ chính phủ, tôi nhà nước thì mình thật sự mình ở Việt Nam đâu nghe từ chính phủ của nhà nước thôi, nhà nước công nhận chứ. Còn sao bây giờ ai cũng xin giáo hội được hết? Thì ông nói thật sự á, cái giáo hội coi vừa được mà coi như đầu tiên là giáo hội này nè. Nhưng mà thì nó đã bèn rồi, giờ nó cũng không, coi như là thật sự ra, mà cũng nói thật là bên đây thì giáo hội nó không có giáo quyền, không phải như nhà nước Việt Nam. Mà nói thẳng là, ông nói thẳng là không phải như nhà nước Cộng sản, nó thẳng đi. Giờ không có gì mà mình giấu danh từ hết trơn á, mình nó đúng đi. Còn bên đây thì giáo hội thành lập, nó thành lập, nhưng mà muốn giữ lại cái gốc ngày xưa của các đời tăng thống. Thì tôi nói vậy hả, sợ giáo hội không có giáo quyền thì làm sao làm việc. Còn dầu gì ở nhà nước Việt Nam thì dầu là một đảng nhưng mà thì cho là độc tài, nhưng mà giáo hội vẫn có giáo quyền. Thành ra ở trên nói xuống thì dưới người không nghe, bên đây như nhau dọc mũi ngang mài. Thế thì cái con kiến cạn đi ngang nó nghe. Nó nghe cái tôi đang ngồi đó, nó phát biểu y cái lời tôi nói. Nó là trong đại hội này có một ông thầy Việt Nam mới qua, mà đó là giáo hội không có giáo quyền, nó làm rỗn rỗn, nó làm như bà nội thiên hạ vậy cô. Mà thiệt á, nó ngu, cái mặt cái con nhỏ là nó ngu, nó tới mức độ nó ngục là biết, nó nói là biết con quỷ này là rựng mỡ chúng tu hành khi khô gì rồi. Biết con nhỏ này là coi như là còn hơn con điếm ở ngoài đời nữa nghe, tôi nói thẳng luôn á. Là nó phát biểu, nó làm như là nó phải có giáo quyền, nó nói mình không đó, mà thật sự giáo hội đâu có giáo quyền. Mà nó làm như là giáo hội ta đây là ngon lắm, trên thầy đó là ngon. Mấy đấu đá với nhau, chó nó kêu, đấu đá với nhau, cuối cùng đấu đá nhau cái sau đó thì bắt đầu là trời ơi, tôi thấy cuộc họp có đấu đá thì nghe ông Trí Lãng nó là không cho tôi họp, nhưng mà khiến bữa đó có thầy Thiện Tâm là thầy Pháp Hòa, và thầy Thiện Tâm là sư đệ thầy tôi, cho nên mà Thiện Tâm mới gặp tôi mừng quá, vì trước khi tôi đi Mỹ thì trước khi thầy tôi bệnh, thầy tôi có nói là thầy tôi bảo nếu như tôi có cơ hội sang nước ngoài thì ráng kiếm thầy Thiện Tâm. Thầy Thiện Tâm với thầy hồi xưa ở chung chùa có tình nghĩa lắm, dầu là mấy huynh đệ ruột. Nhưng mà Thiện Tâm là tu sao thầy, cho nên giống như Thiện Tâm rất là nể thầy. Nếu qua có cơ hội cho thầy gửi lời thăm thầy Thiện Tâm. Thì qua thì tình cờ mà Thiện Tâm từ qua đau hộp, tôi mừng quá chạy lời sư chú ta bắt mừng tối còn ngủ chung phòng sư chú để mà tâm sự nữa. Thì ai ngờ đâu
Ông Chí Lãng với ông Chiến Càng này nó mưu mô, nó xảo trá, nó cứ nó kiếm chuyện tôi hoài, mà thầy Thiện Tâm cũng giấu, sợ tôi tự ái tôi bỏ về. Thầy Thiện Tâm mới đứng ra bảo lãnh, nói rằng tôi hứa với quý thầy là thằng ông Thiện Tài này là đệ tử của thầy Như Hòa, mà thầy Như Hòa là đàn sư huynh của tôi, mà không thầy Như Hòa cũng không có chính trị tính em gì. Ông này tôi hỏi thăm ổng rồi, tôi có hỏi rồi, ổng đi tu từ nhỏ không biết chính trị tính em gì. Nhưng mà cái gánh mà gọi là HO mà gọi là tôi nói hai mang không. HO thiệt nó không rồi, nó vô nó họp đó chứ thật sự nó bày đặt chứ nó toàn là cái lũ ngu si không. Chứ không phải cái lũ thông minh đâu. Cái lũ mà nó làm phá rối đó. Thành ra trời sao này nó đổ dở ra, nó phá rối, nó chụp hình tôi nó đăng tùm lum đó lạ đó, nó là giờ ông Nguyên Lý kết hợp với tôi đặng hòa hợp hòa giải này kia nọ, rồi trong khi ông Trí Lãng không cho tới họp. Nó còn sao nó viết cái bài nó chửi tôi, nói là ông Trí Lãng đuổi tôi về mà tôi không ra, tôi cố lì này kia. Mà thật sự ông Trí Lãng đâu có nói tôi tiếng nào. Ông quậy đâu, trong nội bộ do cái con quỷ của ông nó quậy đó, thì ông nói với mấy thầy lớn, chứ còn thật sự tôi không nghe cái tin đó. Tôi nghe tin đó là tôi đi về mẹ rồi, tôi đâu có ở. Cuối cùng cái trích phế nhau thì lúc đó cụ Chánh Lạc bắt đầu có nhớ vụ rằng cụ Chánh Lạc 2013 đó, trích phế nhau rồi cuối cùng người trích phế tùm lum rồi Trí Lãng, Lãng Trí, tôi Trí Lãng bây giờ nó trở thành Lãng Trí, mới lên làm chánh gì hoặc gì phó viện trưởng kim chủ tịch văn phòng hai viện quá đạo được đâu tháng mấy. Trí Lãng lên rồi gặp Lãng Trí bên đây quốc tới thuộc Cà Nông, tôi cho mày quậy già không nên đến rừng nở quậy, mà lúc đó tôi có biết mèo biết móc mẹ gì đâu. Trời ơi, lúc đó tôi chưa biết gì tính, tôi nhớ không. Hoàn toàn là tôi không biết gì di tính, hồi nhỏ lớn tôi chưa từng cầm tới cái máy di tính nè. Nên mà nghe nó viết trên bài nó chửi tôi không còn gì. Thì lúc đó có tới ông thầy Tệ Minh, ông Hòa Thượng Tệ Minh nào đó, tôi đặt tên mình đó. Ông Hòa Thượng Tệ Minh nữa. Rồi bắt đầu tiên là ông thân với tôi. Ông nói là ông là người dân gốc gác Bến Tre đồ ha. Cái tới chừng khi đụng diện về cái ông bơm vô. Ông nói thằng này là Công An à. Bây giờ quyết định Công An, chứ không phải nó Công An đâu, Công An quyết định bây giờ bà con mình phải tẩy chay đưa nó trở về Việt Nam. Ông mới đánh cái văn thư sao mấy ông đi, ông kêu mấy hòa thượng ký đằng tống đầu tôi về Việt Nam. Trời ơi, gặp cho già mắc dịch đó nữa. Trời ơi, lúc đó bắt đầu là Phật tử mới làm cho tôi cái mail. Rồi lúc đó bắt đầu ông Bạch ông làm cái mail, rồi bắt đầu là ông đưa tôi coi rộng lộ đưa qua rồi. Trời đã cười, chửi ngày, chửi điên, chửi lộn hết trơn. Hồi lúc đó chưa có vụ mà, hay là lúc đó mà vụ số có tình hành được mệt nữa. Lúc đó vụ số chưa có tình hành, lúc đó chỉ mới có diễn đàn thôi. Tôi nhớ mấy cái diễn đàn không? Mấy cái diễn đàn. Trời, thời đáng lỡ, tôi nhớ thì lúc đó bây giờ nhớ lại. Sau này tôi có lời đề nghị với cô Phạm về việc á. Tôi nói thôi cô, bây giờ đó. Bây giờ ngày ngày lụng năm tàn rồi, thôi bây giờ tôi ráng đi vận động một số tài chánh, cô mời hết, bây giờ những ai mà thù quán gì thương ghét thì cũng mời luôn, mời cái thời đó đó, mời hết, tôi xin đãi bữa cơm, tôi chịu hết tiền với máy bay. Là hồi lúc mà cách đây 3 năm á, cái cô gì cũng nói thưa thầy, con đi à, con là trẻ nhất, bây giờ con nói chuyện con không đổi, đừng nói chi với anh đó, bây giờ càng que vậy rụng mẹ hết trơn rồi thầy, bây giờ còn cơ hội đó nữa đâu, mới có 8 năm thôi mà không còn cơ hội đó cô. Mà lúc đó sao mà hăng quá trời hăng, trời ơi viết chửi chửi ngày chửi đêm, chửi tục chửi tiểu, tôi có biết gì mà viết văn trên mạng mà chửi đâu. Nhờ vậy là nhào ra xa trường quýnh. Quýnh mà cô nghĩ không, lúc đó tôi chưa có một giấy tờ mà dám hăng một cò một mắt kêu mình tả xong thủ đồ, tả xong thủ đồ. Rồi mấy nào là cái trang giải trừ pháp nạn, rồi cái trang gì rồi của Tuệ Kiếm, rồi của Phạm Hoàng Dương, rồi Bảo Quốc Kiếm, rồi của Môn Hằng gì, rồi của tên Seattle, rồi có vợ chồng Nguyên gì, trời ơi tôi nói thôi. Mà cuối cùng đưa tôi ra làm chốc thí. Mà cuối cùng là do ông Trí Lãng với anh trai Võ Văn Ái đó. Trời ơi tôi không biết lý do là sao mà không biết trai Võ Văn Ái lúc đó mấy ông thầy sợ dạ. Mà cuối cùng tôi biết rồi, tại cha nào cũng có vết hết trơn, cho nên sợ trai Võ Văn Ái. Sợ Võ Văn Ái gần chết hết trơn, ông nào cũng đấy sợ teo hết trơn. Trời ơi mà. Bị cứ sợ ông môi ra,
Vì ông nào cũng có thẹo hết á. Rồi giờ sau này tôi mới thấy, thấy bởi vì cho nên đúng ra giỏi gái ông quậy cũng đúng, mà cũng không đúng. Đúng là tại vì ông biết cái tẩy của mấy ông thầy, mà không trúng là ông làm hơi quá cho nó tan tành ở giáo hội. Đó, mà thật ra thì giờ tôi không biết gì chính trị thì tôi không biết là ông thuộc cái thành phần nào. Nhưng mà ông này ông quậy ghê lắm. Ông quậy mà ông nói chuyện với thầy ông xưng tôi không, mà ông tuổi già người năm nay cũng rồi cũng đa cũng rồi xong rồi. Rồi thành ra giáo hội giờ nó tan tành hết rồi. Đó là tôi kể tới đây thôi, rồi mai tôi kể tiếp cho nghe tiếp và từng cái chi tiết để cuối cùng từ cái giáo hội thống nhất Giang còn hai vị quá đạo bị tôi là con chốt thí đó, để nó có chuyện để rùm beng đó. Giống như cái nước nó đã đầy rồi, tôi mập quá tôi nhảy vô cái nữa nó tràn thôi, chứ không phải tại tôi. Nhưng mà mấy cha muốn chơi nhau không biết sao cái cách nào chơi, hiểu không? Chờ tự nhiên khía con mập này xuất hiện mới qua thành ra cho nên vô tình mà tôi mới chửi. Tôi nói mấy tụi bay ngu si, tưởng ai chứ đụng tới ông thiện tài là tụi bay chết mẹ hết rồi. Phải biết là tôi Việt Nam mà tôi là đảng viên hay là tôi là cái gì là chết cha rồi, nó phai đao ra, nó đưa qua đây, bắt đầu nó thao tin lên đủ thứ chuyện. Mà thiệt đúng rồi, Việt Nam tôi có quậy thiệt. Quậy cô biết rồi, cô từng ở dưới sân. Trong khi đó quậy nhưng mà đâu có đến độ mà hư hèn hay là phá giới phạm trai đâu. Nhưng mà bây giờ nó phai đao ra thì tôi không phải là người nhà nước, mà tôi cũng không có làm việc gì giáo hội. Thành ra giờ nó lỡ rồi, nó tưởng nó cha trúng cái bẫy lớn rồi. Ông tài này là chắc chắn là phải là đảng viên hay là phải có chức vụ, mà ai giờ tôi có chức vụ mẹ gì hết trơn. Đó, nhưng mà rồi thế nào rồi tương tàn với nhau mà để cuối cùng nó ra cái tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi từ cái tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất là mới sao mới đổi là tăng đoàn giáo hội giáo Việt Nam thống nhất. Rồi tiếp tục tôi một lần nữa là con chốt thí, mà chốt thí kỳ này gọi là tôi nói hết thú giết chó săn. Mai tôi kể tiếp tôi nghe nó, trời ơi nó gian trưng. Mà không, mà giờ vậy á, nếu như tôi còn sống thì lịch sử chưa có sang trang, nếu càng tôi kể nó hết từng chi tiết. Từng khi ông Trí Lãng lên tháng mấy, rồi tới ông Gác Cẳng là ông Gác Đẳng tranh giành để vô. Sau đó tới ông Trích Khuế qua lại ông Quyền Diệt Quyền Diệt thủ lĩnh. Giờ tới rồi tới Thâm Đạt chỉ tùm lum, toàn là dân trời ơi đất khởi không. Thâm Đạt khùng chết mẹ luôn. Mấy con đây mấy thầy tu á mà không khéo á, làm trò cười ở thiên hạ, thấy không? Lúc khi trò cười hết rồi vô tình á đập nhau, du dạ lẫn nhau, du khống lẫn nhau. Mà cuối cùng thành ra vô tình vậy đó. Tôi chứng kiến hết mọi việc. Rồi cô nhớ không, cái chùa anh em rất ca 1, 2 m mình tha thiết theo. Đùng cái giáo hội xong cái nó quất mình. Rồi cái chùa ở gần Massachusetts là tiểu bang gì quên rồi. Tiểu bang gì gần Massachusetts cũng vậy đó. Nó cũng chơi cái cuối cùng. Mà cuối cùng nó toàn là thành phần, tôi nói thật sự ra là chống giặc mòm không à. Chống cộng mòm, mà chống cộng ngu si. Rốt cuộc không đi tới đâu hết trơn, mà cuối cùng tự mình đào thải lấy mình. Rồi mai tôi rảnh tôi kể tiếp cho nghe. Thôi ngủ nghe đi. À, nó còn nhiều cái chi tiết lắm. Sư cô dám đứng dậy đi một mình không nội ơi? Yeah. Tỉnh bé mà chắc chắn.